xin chào tất cả các chị yêu của shop Nga VM. Các chị yêu hãy lên cùng em nha các chị yêu ơi. Trời ơi, em hôm nay em lên make cho các chị yêu cả một cái cây và cái chiếc quần dáng suông đứng á, phiên bản mới hách dáng vô cùng. Trời ơi, cái quần này em mặc xong em thấy ưng vô cùng luôn, đẹp xuất sắc lại các chị yêu ơi. Quần này đúng là phải gọi là tuyệt phẩm các chị yêu nhá. Dáng này là quần dáng ôm đứng các chị yêu, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh và nó che mọi khuyết điểm luôn. Chị yêu nào mà chân to, bụng mà bụng to, bắp chân to các kiểu đó, đấy và muốn tìm một cái dáng quần ống suông nhưng mà cảm giác suông nhưng suông ôm đứng như thế này này, đấy, rất là gọn giá thì các chị yêu lên cho em chiếc quần này. Ôi đẹp ngất ngây cho em cái siêu phẩm quần jean em đang lên ở đây. Wow, quần này em có đủ size 25, 26, 27, 28, 29 các chị yêu nha, đẹp ngất ngây luôn rồi. Đấy, lên chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like đi ạ. Mặc quần này em thấy thon gọn hẳn bao nhiêu các chị ơi, chân dài miên man, dáng rất là đẹp các chị yêu nhá. Đây là quần jean các chị yêu nhá. Và quần này của em Nga nó là quần jean của cao cấp nhá các chị yêu nhá, rất là đẹp và cực kỳ sang xinh. Hàng của Epson vô cùng hoàn hảo luôn ạ. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em Nga mã quần jean em đang mặc thì hãy lên cùng em nhá. Em có đủ size 25, 26, 27, 28, em đang mặc quần này size 27 các chị yêu ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Ôi, cái quần này mê quá. Rồi ạ, chị yêu nào đang nhìn thì em Nga cho em Nga một nút tương tác nha các chị. Xuất sắc. Em nhìn em này em đã mê rồi các chị yêu ơi. Chị yêu nào đang nhìn thì em Nga cho em Nga một nút tương tác. Hàng đẹp, em cảm ơn chị Mento, cảm ơn feedback cực kỳ tuyệt vời của các chị yêu. Wow, xuất sắc luôn ạ. Các chị yêu vào cùng em nha. Quần này đẹp quá các chị. Không có một điểm gì để chê cho em siêu phẩm quần này. Chị yêu nào mà chưa dinh được cái quần này thì các chị yêu lên cùng em nha. Bỏ qua là phí, bỏ qua là lỡ, cực kỳ tiếc luôn đấy ạ. Đây các chị yêu nhìn ngắm cho em Nga này. Quần này em có đủ size từ 25 cho đến size 29 nha các chị yêu. 25 là dành cho các chị yêu dưới 49, 49, 50 cân mà cho em quần này size 25. Size 26 dành cho các chị yêu từ size 26 dành cho các chị yêu từ dưới 54 cân đổ về mặc cho em quần size 26 ạ. Size 27 là dành cho size em đang mặc dành cho các chị yêu dưới 59 cân. Size 28 là dành cho các chị yêu dưới 64 cân và size 29 là dành cho các chị yêu dưới 69 cân đúng nhỉ em nhỉ? Em đang mặc quần này 27. Em có 5, 6, 7, 8, 9. 27 là dưới 59 đúng rồi ạ. Quần này em chốt cho các chị yêu đến 68, 69 phân đổ về em chốt đơn các chị yêu nhé. Rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Một em dáng quần jean ôm đấy ạ, vô cùng tuyệt vời. Áo thun em nhiều lắm nhưng mà em chưa lên được đâu chị Doan và Phước An ạ. Mà áo thun đấy á, những cái dòng áo thun em lên ấy, nó không có số lượng nên này em lên là em chỉ mặc sen vào thôi chị yêu ạ. Em không có số lượng cho áo thun. Em nói luôn là vì với tập này thì không có số lượng cho những dòng đấy các chị yêu ạ. Cho nên là em không muốn lên. Đấy ạ, còn nếu mà có lên thì em chỉ có lên phối kết hợp trong line thôi. Đấy ạ, ví dụ như mỗi một cái mẫu nó về được 5, 7 chiếc, 10 chiếc là cùng thôi. Đấy ạ, cho nên là em chỉ lên phối kết hợp, hoặc nếu không chị inbox vào trong trang ấy, em có đăng những cái dòng sản phẩm đấy hộ em nha. Đấy ạ, ví dụ như thế. Vì dòng những cái dòng chất liệu đấy nó không có nhiều, nó không có số lượng các chị yêu ạ. Đấy ạ, nên là thường em sẽ không lên. Thường em sẽ hay đăng ở fanpage nhiều hơn so với việc là em lên. Nên là nếu mà chị cứ chờ em lên thì không biết lúc nào em lên đâu. Tùy thôi ạ. Tùy theo thôi chị yêu nha. Đấy ạ. Rồi ạ. Ok các chị. Đẹp quá, cái quần này siêu đẹp. Ok các chị yêu, đầu tiên cho em Nga này, em giới thiệu sơ sơ về cái chiếc áo len em đang mặc. Nó là một chiếc áo len Montegi. Áo len em đang mặc nó là một chiếc áo len Montegi cao cấp của Mây Mây. Và thực sự cái phiên bản màu xanh em đang mặc nó quá tuyệt vời luôn. Các chị yêu nhìn cho em nhá, dáng cổ của nó là cổ vuông siêu đẹp siêu xinh. Và bản màu xanh này nó quá là tuyệt vời, quá là xinh. Cái em này thì nó về ở phía sau, thành ra là hôm trước em có lên nhưng mà không có được phiên bản màu này. Hôm nay phiên bản màu này á. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em áo này sẽ là mã M12 tiếp theo các chị yêu nhá. Áo này của em Nga đang mặc sẽ là mã M12, còn quần em đang mặc sẽ là mã M13. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng cho em áo này hoặc quần em đang mặc quá đẹp luôn. Một chiếc quần jean dáng ôm đúng rất là đẹp, cực kỳ tuyệt vời như thế này. Gấu của nó các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga này. Gấu của nó đây các chị yêu nhá, hơi xẻ nhẹ
và nó có một chút xíu ạ, cái điểm đính ạ, hình chú gấu rất là xinh, cực kỳ tuyệt vời. Và đặc biệt các chị yêu nhìn cho em cái thắt lưng này, cái thắt lưng của em này ạ, trời ơi nó sang chảnh đẳng cấp luôn, form dáng đẹp sang chảnh độc lạ. Và thực sự em thấy cái chiếc quần này nó quá tuyệt vời luôn, cực kỳ mê và quá là xinh cho em chiếc quần này nhá. Quần này nó là quần jean dáng suông ôm đứng ấy các chị yêu ạ, rất là đẹp, cực kỳ mê. Em có đủ size 25 dành cho các chị yêu 49 cân đổ về mà cho em quần này size 25. Size 26 là dành cho các chị yêu dưới 54 cân. Size 27 là size Nga đang mặc dành cho các chị yêu dưới 59 cân. Size 28 dành cho các chị yêu dưới 64 cân. Và size 29 dành cho các chị yêu 68 cân, tính theo chiều cao 1m6 đổ về. Các chị yêu chốt đơn cho em quần này. Lên đơn cho em quần này là mã M13. Áo em đang mặc là mã M11. Áo này thì em có, em chốt được khoảng cho tầm 10 mấy chị yêu thôi ạ. Còn có mười mấy chiếc thôi. Lên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Áo sẽ là một chiếc áo Montegi, hàng chính hãng của Mây Mây, giá sốc. Em chốt bao vừa cho các chị yêu từ 43 cân cho đến 61 cân em chốt đơn. Áo này có mức giá sốc là 259.000. Em chốt ơn được cho khoảng hơn chục chị. Đấy ạ, lên chị yêu nào muốn lấy áo em Nga đang mặc thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Mã là M12 kèm theo số điện thoại là em chốt đơn. 259.000 cho em chiếc áo Montegi tay dáng lỡ các chị yêu nhá. Áo này thì em bao form, bao chất, bao cho các chị yêu rồi. Bởi vì mẫu Montegi hàng của Mây Mây hay FCR thì năm nào nhà em cũng bán, vì nó là hàng có thương hiệu, có tên tuổi về những cái dòng len Montegi. Các chị yêu thoải mái quay trong máy giặt cho em nha. Và nó là dòng cao cấp, giá vô cùng tuyệt vời. Đấy ạ, giá dành cho các chị yêu vô cùng yêu. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Áo em đang mặc là M2, mức giá là 259.000. Chị yêu nào lấy áo cứ comment cho em Nga là M12 là em chốt đơn. Còn quần em Nga đang mặc đủ size 25, 26, 27, 28, 29, bao vừa cho các chị yêu đến 68 cân đổ về em chốt đơn. Quần này lên đơn cho em Nga M13. Ôi nó đẹp quá. Quần này chị yêu nào mà không dinh nhá, trời ơi em nói thực sự luôn. Các chị yêu mặc quần này cho em Nga đi ạ. Nhìn dáng em nhá, là người khó mặc quần, mà khi em mặc những cái quần này là các chị yêu biết rồi, form của nó cực kỳ đẹp nè. Giấu đùi, giấu mông và chân của em Nga này nó rất là thẳng, và cảm giác nó che giấu được cả cái bắp chân của em Nga lên. Mặc lên cực kỳ mê, các chị yêu make cho em với này, những cái chiếc áo phông này, những cái áo chiếc áo thun này, những cái chiếc áo sơ mi này, hay là kể cả những cái áo chiếc áo giữ nhiệt đều rất là đẹp cho em Nga. Nên chị yêu nào muốn sở hữu cái chiếc quần này thì nên đơn cho em Nga là M13. Mức giá cho em Nga là 500.000, áo là 259, quần là 500.000. Chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Quần quả bơ em còn, chị Quế Hoàng nhá, quần của quả bơ thì em còn ạ. Quần quả bơ em còn nhá. Ôi đẹp ngất ngây luôn ạ. Màu này đẹp quá các chị yêu ơi. Cái màu xanh này nó rất là lạ luôn, xanh này là xanh trời các chị yêu nhá. Em khẳng định với các chị yêu là áo này chị yêu nào thích cái kiểu trẻ ạ. Trẻ nhá các chị yêu nhá. Trẻ này, sáng này, và cảm giác cái màu xanh trời này nó rất là tuyệt vời luôn. Cảm giác khi mà mình mặc, các chị yêu nhìn thấy em mặc là các chị yêu thấy đúng không ạ? Đã, mặc lên cảm giác nó rất là xinh, cực kỳ tuyệt vời. Nên chị yêu nào đấy cứ chốt đơn cho em áo là M12, còn quần là M13. Áo em bao vừa từ 43 cân đến 61 cân. Giá của hàng chính hãng Mây Mây các chị yêu nhỉ, 259.000. Giá sốc đấy ạ, 259.000. Chị yêu nào muốn sở hữu thì chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp là M12 kèm theo số điện thoại em chốt đơn với chiếc áo này. Em chốt được cho hơn chục chị yêu thôi ạ. Nên các chị yêu lấy áo này thì phải nhanh tay nhá, bởi vì em chỉ còn có bằng đấy chưa thôi. Hết rồi các chị yêu ạ. Áo này hết rồi, cái màu của nó rất là đẹp và cái dáng của nó cực kỳ dễ mặc. Áo này thì các chị yêu đều mặc được cho em Nga. Chị em mình mọi miền đấy ạ đều mặc được, vì nó là chiếc áo len Montegi. Còn quần của em Nga là quần jean các chị yêu nhá. Bây giờ em buông dáng áo này, áo đẹp quá luôn. Quần quả bơ cho chị Quế Hoàng, một quần quả bơ em chốt đơn ạ. Đấy ạ, quần quả bơ có giá là 369.000. Áo đây các chị yêu ơi. Áo này đây các chị yêu nhận đây. Các chị yêu nhìn cho em Nga mặc này. Áo 259.000, các chị yêu nghe không nhầm đâu ạ. Nhìn kỹ chất liệu cho em Nga nha. Đây, các chị yêu nhìn kỹ chất liệu cho em Nga. Một chiếc áo len cao cấp vô cùng sang xinh, dáng cổ vuông tông màu siêu đẹp, bản của nó là bản số 5. Rất là đẹp, dáng tay nỡ, siêu hả? Siêu đẹp, siêu yêu, cực kỳ tuyệt vời. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhé. Còn quần em đang mặc là một chiếc quần jean dáng ôm suông đứng ạ. Rất là gọn gàng, cao dáng và cực kỳ tuyệt vời. Em đang mặc quần này là size 27. Chị yêu nào lấy quần chốt đơn quần. Chị Trần Hằng một áo M12. Chị yêu nào lấy áo thì nhanh tay nhé. Chị yêu nào lấy quần thì cũng nhanh tay comment cho em đúng cú pháp. Quần có đến size 29, áo thì có đến size.
từ 43 cân cho đến 61 cân em chốt đơn ạ. Len Montagy cao cấp có co giãn đàn hồi nhá. Cực kỳ tuyệt vời. Đảm bảo các chị yêu nhận được cái chiếc áo này, chị yêu nào cũng mê cho em Nga. Chị yêu nào cũng thấy cực kỳ tuyệt vời cho em Nga chiếc áo này. Dáng của nó là tay lỡ, cực kỳ dễ mặc và mức giá thì siêu yêu. Cổ của nó là cổ vuông như thế này. Nó là một trong những cái dáng áo mà ít khi các chị yêu gặp áo Montagy nó có cái dòng cổ vuông, dễ mặc và cực kỳ tuyệt vời như thế này. Nên chị yêu nào lấy em khẳng định với các chị yêu là cực kỳ mê cho em Nga. Form dáng đẹp, kiểu dáng xinh, quá là hoàn hảo, quá là xuất sắc luôn rồi. Chị Trần Hằng một áo M12 em chốt đơn, chị Nhân Phạm một áo M12 em chốt đơn. Chị Trinh Nguyên một áo M12 nữa em chốt đơn. Chị yêu nào lấy áo thì cứ nhanh tay comment cho em đúng cú pháp là M12 hoặc quần là M13 em chốt đơn ạ. Áo M12 cho chị Loan Loan một áo M12 em chốt đơn. Chị yêu nào nhanh tay thì có áo ạ. Áo em có được chốt được khoảng có hơn 10 chị thôi. Hết hàng rồi các chị yêu nhá. Hết cái áo này giá sốc cho các chị yêu rồi. Thực sự là những cái dòng này là em phải lên ngay vào luôn. Em có bộ nhung xanh không ạ? Bộ nhung xanh em chưa có, em chỉ có bộ nhung đen thôi ạ. M12 em chốt cho chị Loan Lê một áo nữa. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì nhanh tay ạ. Nhanh tay cho em Nga không hết này các chị yêu ơi. Đẹp ngất ngây, áo này đẹp. Màu của nó cũng tuyệt vời ạ. Chị Son Hồng một áo M12 em chốt đơn ạ. Quần của em Nga là M13 nhá. Áo thì là M12. Trời ơi, áo này các chị yêu mặc, các chị yêu cứ nhận hàng, kiểm tra hàng cho em Nga. Về mặc đẹp, mix cho em chân váy nhá, mix em quần short, quần jean, quần âu. Đấy là quần âu dáng ôm, quần âu baggy, quần âu dáng các kiểu như em Nga, suông đúng như em Nga. Mix cho em chân váy cho em Nga, sơ vin cũng được, không sơ vin cũng được. Các chị yêu hoàn toàn mặc cực kỳ tuyệt vời cho em chiếc áo này. Nó phải gọi là đẹp tuyệt phẩm luôn, Montagy các chị yêu nhìn chắc này. Đấy ạ. Ok, chị Nhàn Nguyễn một áo M12 ạ. Áo M12 từ 43 nhá. Từ 43 cân cho đến dưới 61 cân chị Nhàn Nguyễn ạ. Áo em đang mặc là M12 từ 43 cân đến 61 cân em chốt đơn ạ. Đấy ạ. Quần này của em Nga không phải cặp chun ạ. Chị Lê Hoa một áo M12 em chốt đơn ạ. Em lật gấu xẻ cho chị xem cái. Đây chị Oanh Tuyến Nguyễn ơi, gấu đây ạ. Gấu quần của em Nga đây các chị yêu nhá. Gấu đây ạ. Gấu quần này của em Nga. Mã của sản phẩm này của em Nga có mã là bao nhiêu nhỉ? Đây ạ. Áo quần này của em Nga có mã là quần này thì có mã, chờ em tí tí em lấy mã cho nó nhanh. Quần này của em Nga có mã là 58885. Rồi, quần của em Nga có mã là 58885 nhá các chị yêu. Đây ạ. Chờ em chút xíu đây, em lấy cái mã quần 58885 ạ. Đây. Quần này các chị yêu ơi, nhận quần cho em Nga nha. Các chị yêu nhận quần này cho em Nga. Chị Nguyễn Thị Thuận một áo M12 chút đơn ạ. Đẹp lắm luôn. 43 cân đến 61 cân em chốt đơn áo ạ. Còn quần đây ạ. Bộ nhung cho xem bộ nhung đen chút xíu nữa các chị yêu nhá. Bộ nhung thì hiện tại em chỉ còn size L, XL, 2XL. Chị yêu nào muốn chốt bộ nhung chút xíu nữa, chờ em chút xíu em sẽ lên bộ nhung, nhưng không còn size M ạ. Bộ nhung tất cả em đều đang cháy hết size M. Các chị yêu có nhu cầu mua bộ nhung, nếu như các chị yêu cần chút xíu nữa em sẽ lên cho các chị yêu. Nhưng mà em chỉ còn từ size L, XL, 2XL thôi. Size M các chị yêu nào lấy vui lòng chờ chuyến kế tiếp các chị yêu nha. Đấy ạ. Vì em nói rồi, nhà em Nga các chị yêu ơi, bộ nhà em Nga là lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng. Tất cả những cái mã ngày hôm qua gần như em lên mã nào cũng hết quyết size rồi. Đấy ạ. Đây các chị yêu chờ em chút xíu nhá. Bộ nhung thì em còn ít lắm, tí em nếu mà lên bộ nhung em chốt được cho các chị yêu một ít các chị yêu thôi. Đây ạ. Các chị yêu nhìn cho em quần nhá, chất liệu này. Có giá này, áo màu xanh cho chị nhà Nhân Nguyễn này, chị Nhan Nguyễn một áo màu xanh này, chị Nguyễn Thị Thuận một áo màu cho chị một áo này. Áo của em Nga có giá 259 thôi ạ. Quần co giãn ạ chị yêu nha. Quần co giãn siêu co giãn luôn này. Quần siêu sướng luôn. Đây các chị yêu nhìn em cầm là các chị yêu biết. Quần là quần jean chị Phan Hằng nhá. Quần là quần jean, dáng của nó là dáng suông như thế này này. Các chị yêu nhìn này. Suông nhưng mà là suông ôm đứng. Có nghĩa là bình thường chị em mình mặc dáng suông nhá là suông kiểu suông rộng. Còn đây của em Nga nó là suông nhưng mà dáng gọi là suông ôm và dáng đứng như thế này. Nên đây là những cái mẫu quần mà thật sự là năm nay nó mới có những cái dòng quần này. Đây là phiên bản từ những cái năm trước, nó chưa bao giờ nó ra những cái mẫu như thế này đâu. Mai đến tận năm 2022 này nó mới có được cái quần cách điệu giữa dáng quần, nó kết hợp giữa quần ôm suông đứng kết hợp lại với nhau để thiết kế ra cái mẫu dáng quần này, để cho tất cả nó che khuyết điểm cực kỳ tốt. Dáng quần này ạ, che khuyết điểm cực kỳ tốt các chị yêu nhá. Quần này của em Nga các chị yêu biết vì sao? Nếu như chị em mình mặc quần suông ấy thì chị em mình nhiều người là thích mặc quần suông, nhưng mà nhiều chị yêu là thích mặc quần ôm. Nhiều người là thích mặc quần ôm thì các chị yêu sẽ thấy là ôm chờ bác tí. Đây con đi, con lấy gì hả? Đây các bạn đấy, đi bác đứng cho
đi vào. Rồi. Vượt 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 hao. Quần này mặc dáng đẹp lắm. Em cảm ơn chị Đinh Thị Nhàn. Chắc chắn chị Đinh Thị Nhàn đã sở hữu cái quần này của em Nga rồi đúng không ạ? Ok chị yêu. Rồi ạ. Đây các chị yêu nhá, cái dáng quần này này. Thì các chị yêu nào mà nếu như chị yêu nào mà có dáng người như em Nga ấy, có nghĩa là gì ạ? Đậm vòng bụng này, đậm vòng eo này, đậm vòng mông này, đậm đùi này, đậm bắp chân này. Có nghĩa là em nói thật sự dáng người em Nga là khuyết điểm từ cái phần bụng này trở xuống. Em là người khuyết điểm từ cái phần bụng này trở xuống. Thành ra khi mà em mặc cái quần dáng ôm ấy là em khó mặc nhất trong tất cả các loại quần. Và thường em hay lựa chọn là quần dáng, một là dáng ngày xưa hay mặc quần là dáng quần Becky cho quần jean. Tại vì sao ạ? Bởi vì mặc quần dáng quần Becky ấy, thì em che được các cái khuyết điểm của em Nga. Nhưng mà từ khi mà năm 2022 ấy, nó ra cái mẫu dáng quần này này thì em lại cực kỳ mê cái mẫu dáng quần này. Bởi vì sao ạ? Cái quần này các chị em nhìn nhá, nó có điểm nhấn này, nó có cách điệu này, nó rất là khác. Bởi vì quần dáng Becky mình từ trước đến giờ mình dễ dàng mình có thể tìm kiếm được mẫu này không mẫu này thì mẫu khác. Nhưng mà các chị yêu có biết không ạ? Đấy ạ, mẫu này các chị yêu có biết không ạ? Khi mà em lên cái mẫu như thế này nữa, đấy ạ, thì các chị yêu thấy rằng là mặc lên rất là gọn dáng và hách dáng. Nhưng mà nó lại che được tất cả các khuyết điểm kia của em Nga. Nó che được khuyết điểm tối ưu như quần Becky nha các chị yêu nha. Mà mặc lên lại cực kỳ tuyệt vời luôn, sang, đẹp, độc, lạ, khác biệt so với mọi năm. Thành ra em rất là thích cái dáng của cái dáng ôm xuông đứng như thế này của năm nay. Nên chị yêu nào thích cái dáng quần jean này, các chị yêu hãy thử tận hưởng nó một lần đi ạ. Em khẳng định với các chị yêu là các chị yêu mặc lên kiểu gì cũng đẹp cho em dáng này. Nó cực kỳ đẹp luôn ạ, nó không giống như dáng quần ôm. Nên nó lại kiểu không dáng như giống quần xuông. Đấy ạ, nó không giống như dáng quần Becky. Nên là khi cái mặc cái form này lên các chị yêu mix đồ cho em cực kỳ tuyệt vời. Đẹp ngất ngây, một giây thực sự luôn. Các chị yêu mặc gì cho em đẹp, quần nó rất là gọn gàng, cực kỳ mê. Một trong những cái dòng quần mà em thấy là nó sự kết hợp hoàn hảo giữa các cái phiên bản suông rồi ôm lại các chị yêu nhá, và dáng suông đấy và dáng đứng lại cho em Nga. Nó nên nó mặc lên nó rất là tuyệt vời, hách dáng và cực kỳ nhỏ gọn đây ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Quần cứ comment cho em đúng cú pháp là M13 kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Mức giá cho em Nga chỉ có 500.000 đây ạ. Các chị yêu nhìn dáng quần cho em Nga này, đẹp ngất ngây luôn ạ. Đấy ạ, quần này là quần cạp. Không ạ, à, quần này cặp quy nhá chị yêu nhá, không phải là cặp chun đâu. Nhưng mà cái quần này của em Nga có co giãn. Quần này của em Nga có co giãn, các chị yêu nhìn cho em Nga này. Quần này hoàn toàn co giãn nhá, bản cạp của em Nga cặp chun nhưng mà cực kỳ thoải mái luôn. Đây ạ, à, các chị yêu nhìn cặp này, cặp chun nhưng mà cực kỳ thoải mái luôn ạ. À, cặp quy nhưng mà rất thoải mái bởi vì chất jean của nó là co giãn tốt, rất là mềm. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc các chị yêu đều mặc quần được cho em ngay. À, hôm nay gửi bộ gió cho em không? Bộ gió có cất đi cho chị ý không nhỉ? Bộ gió chiều nay nên không biết có cất cho chị ý không. Rồi em kiểm tra lại, chị Đào Bích một quần này, chị Oanh Tuyến Nguyễn một quần này. Áo cổ có bị rộng không em? Chị Phan Hằng ơi, cái áo này của em Nga nó không phải là cổ tròn. Bản thân chất của nó là cổ vuông rồi chị Phan Hằng nhá. Nó rộng thì nó không bao giờ nó bị nổ. Nếu mà các chị yêu mặc áo này này, các chị yêu nào hỏi em là cổ này có rộng không thì em nói luôn này. Bản thân cái áo này nó không phải là cổ tròn cao trên đây, mà nó là dáng cổ khoét vuông. Đấy ạ. Nhưng mà các chị yêu nhìn khi em mặc như này nó không hề hở nộ nhá các chị yêu nha. Không hề hở nộ có nghĩa là nó không có bị rộng cổ. Nhưng cái cổ này của em Nga nó không phải là cổ cao lên đây vì nó là thiết kế cổ vuông. Nên chị yêu nào thích dòng thiết kế cổ vuông thoáng như thế này các chị yêu mặc cho em Nga. Chứ nó không hở nộ nhá chị yêu nhá. Cái cổ này nó không thấp, không trễ, không hở nộ. Chị em mình mặc nó cứ như thế này cho em Nga thôi. Nên chị yêu nào lấy áo thì chốt đơn cho em áo là M12. Nhưng M12 em chỉ còn vài chiếc thôi. Em ơi M12 chỉ còn vài chiếc thôi nhá. Em còn được chốt được cho bao nhiêu chị yêu nào thì chốt của áo nhá. Còn nếu chị yêu nào ở chế độ dự phòng thì bắt đầu báo chị nhá. Đấy ạ. Áo này thì em có giá là 259.000. Chị yêu nào lấy áo là M12, còn chị yêu nào lấy quần là M13 nhá. Quần phải gọi là tuyệt phẩm luôn, em khẳng định với các chị yêu luôn. Đấy ạ, đẹp ngất ngây, có duy nhất một màu thôi các chị yêu. Quần này duy nhất một màu, đủ size cho các chị yêu đến 68 cân đổ về em chốt đơn. Đẹp, sang xịn và quần nó là quần jean hàng cao cấp. Đảm bảo các chị yêu mua không ở đâu có mức giá như nhà em Nga. Túi này nên cho em Nga là mã M10. Túi này thì các chị yêu lên cho em Nga là mã M14, mức giá là 730.000. Túi này thì em hiện tại em chỉ còn sẵn một ít thôi này. Tại vì em về mỗi lần mà em cứ xách như thế này này, khách nhà em toàn inbox thôi. Mà em về túi này không phải là ít đâu. Thật sự là em phải gối mấy lần rồi, em về không ít đâu ạ. Nhưng mà túi này thì bây giờ hiện tại đến thời điểm này em sẵn còn ít.
Nên chị yêu nào lấy túi này thì ghi hộ em là M14 730.000. Đấy ạ, 730.000. Đấy ạ, 730.000 cái túi này. Túi này thì kích thước của nó là size 28 nhá. Chị yêu nào lấy túi chốt đơn túi, chị yêu nào lấy quần chốt đơn quần, chị yêu nào lấy áo chốt đơn áo. Áo cho đến từ 43 cân đến 61 cân em chốt đơn. Quần thì đến từ 45 cân, quần là từ 45 cân cho đến quần là từ 44 45 cân cho đến dưới 68 cân em chốt đơn quần ạ. Chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp là em lên đơn nha. Đấy ạ, comment cho em nha, đúng cú pháp này em lên đơn. Rồi em chốt thêm áo này. Chị Nguyễn Thu Hà một quần em ơi, chị Oanh Tuyến Nguyễn một quần, ok chị em. Em ơi đổi giày cho chị. Giày của em đi hôm qua còn không? Em ơi đôi giày của em đi hôm qua, chị Phan Hằng ơi đôi giày nào chụp ảnh vào cho em Nga với ạ. Chị Nhàn Nguyễn một áo ok rồi nhá, đúng không? Chị Đoàn Bích một quần M13 này, chị Đào Bích một quần M13. Chị yêu là khách mới nhớ cho em xin số điện thoại nhá. Cho em xin chiều cao cân nặng. Chị Đoàn Bích một quần M13, chị Nguyễn Thu Hà một quần M13 này. Chị Nguyễn Nhung quần 44 cân cao 1m53 mặc cho em quần này size 25 chị Nguyễn Nhung nhá. Chị Nguyễn Nhung mặc cho em quần này size 25 là ok à. Nếu mà cao 1m53 nặng 44 cân thì mặc quần này cho em size 25 nhá. Chị Nguyễn Nhung mà lấy quần này size 25 thì ghi hộ em là size 25. Chị Lê Thị Phượng một quần M13 em chốt đơn này, túi là 730 này. Chị Linh Đào một quần M13 size 25 này. Chị Lam Ngô một quần M13 này. Chị Bích Thủy một quần M13 này. Quần em đang mặc là 27 chị Nguyễn Hương ơi. Quần này em đang mặc là 27 đấy ạ. Đây. Quần này em đang mặc là size 27 này. Quần này em đang mặc size 27, dáng suông ôm đứng cho nên nó form nó gọn nên em đang mặc quần này 27. Các chị yêu cứ chốt đơn cho em Nga này. Dưới nặng dưới 49 cân mặc cho em size 25. Dưới 54 cân mặc cho em quần này size 26. Dưới 59 cân như em Nga đang mặc, mặc quần này cho em size 27. Dưới 64 cân mặc quần này cho em size 28. Và dưới 68 cân chị yêu nào cao gọn 69 cân em chốt đơn cho đến size là 29 các chị yêu nhá. Bao giá cho các chị yêu quần này 500.000. Quần của em Nga nó là dáng suông ôm đứng rất là đẹp. Quần này siêu đỉnh luôn. Chị yêu nào nhận hàng cũng mê. Mà đặc biệt này, nó kèm một cái thắt lưng tát này. Nó kèm một cái thắt lưng này. Ôi trời ơi, mặc lên các chị yêu ơi, cái quần này nhá. Các chị yêu để cái thắt lưng ấy, trời ơi nó chất vô cùng. Vừa xong em sơ vin áo, các chị yêu nhìn khi em mặc lên, các chị yêu nhìn có điểm nhấn ở cái quần đúng không ạ? Khi mà cái quần này các chị yêu thấy em sơ vin vào, các chị yêu thấy không ạ? Quần nhìn một phát là thấy nó bị đập vào mắt luôn. Đó là gì ạ? Cái thắt lưng của nó là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là cái điểm nhấn gấu quần là cái thứ hai. Sau đó là đến dáng quần các chị yêu nha. Sau đó là đến dáng quần. Và đương nhiên cái quần jean mà nó có những cái điểm nhấn nhá như thế này, nó quá tuyệt vời luôn rồi các chị ạ. Mức giá có 500.000 thôi. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Đẹp sang xịn. Em Nga chỉ cao 1m54, em nặng 55 cân hơn các chị yêu nha. Em mặc quần này size 27. Phần mông dưới của em Nga là chấm 95-96. Eo của em Nga là 76 đấy ạ. 75-76 các chị yêu nha. Đấy ạ, tất cả mọi thứ ở dưới của em rất là đậm. Nhưng khi em mặc quần này cực kỳ tự tin luôn. Em mặc quần này cực kỳ gọn dáng luôn. Em phải khẳng định từ trước đến giờ em mặc những cái dáng quần đứng này rất gọn dáng. Nhưng mà tận năm 2022 nó mới có được cái mẫu quần dáng như thế này để em Nga mặc. Còn ngày xưa em cũng hay mặc quần baggy rất là nhiều giống như các chị yêu. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Đẹp sang xịn. Đấy ạ. Ok, chị Lam Ngô một quần M13 size 17, chị Nguyễn Hương một quần M13 size 17, chị Lan Anh Phí một M13, ok em chốt đơn ạ. Chị yêu nào khách mới nhớ cho em xin số điện thoại nhá. Chị yêu nào khách mới nhớ cho em xin số điện thoại và chiều cao cân nặng điện thoại luôn để em chốt đơn nhé. Tí em mặc bò vẩy chun cạp xanh đi ạ. Bò vẩy cạp chun á, bò vẩy cạp màu xanh là không phải cạp chun chị yêu ơi. Quần jean của em Nga không có cạp chun chị Nghiệp Đào. Đấy ạ. Chị DT Phúc một M13 size 17 em chốt đơn. Một M13 quần bao nhiêu, có màu khác không? Quần của em Nga có duy nhất một màu thôi ạ. Quần này có phải hôm trước chị lấy hay không nhỉ chị? Chị Anh Lê Lan hôm trước lấy quần này không nhỉ? Em cũng không nhớ nữa chị Anh Lê Lan ơi, chị thử nhìn lại hộ em cái quần của nó có kèm thắt lưng này này. Thì có thể là chị đã lấy rồi này. Vì quần này của em Nga em có up trang fanpage rồi. Quần này em có up trang fanpage rồi. Như hôm nay em mới mặc lên cho các chị yêu mà like ngay từ đầu like như thế này cho các chị yêu luôn. Đây là lần đầu tiên em like cho các chị yêu cái mã phiên bản này ở đầu like. Thành ra là có thể một số các chị yêu bây giờ mới nhìn được cái quần này của em Nga. Còn một số các chị yêu đã gặp được cái quần này rồi. Đấy ạ, quần này đẹp lắm luôn ạ. Áo còn mấy chiếc nữa nhỉ em nhỉ? Áo của em Nga có giá 259.000, chị yêu nào lấy nhanh tay này. Đấy ạ, không chậm tay là hết này. Áo đây ạ. Rồi em tranh thủ giới thiệu lại áo nhá các chị yêu nha. Sau đó em qua mã bởi vì áo này là một chiếc áo bông tơ ghi chính hãng của Mây Mây, số lượng có hạn, rất là đẹp, cực kỳ sang. Mức giá 259.000 cho em áo, áo là M12. Ấy áo là M12 phiên bản màu xanh, quá là tuyệt vời. Co giãn này các chị yêu ơi, áo này siêu co giãn nhá, 43 cân đến 61 cân em chốt đơn cho các chị yêu chiếc áo này. Mông tơ ghi cao cấp, hàng chuẩn
của Mây Mây các chị yêu nhá, chính hãng của Mây Mây luôn. Và dáng của nó là tay nỡ như thế này mà lên đơn cho em mức giá có 299.000 thì tại sao không dinh ạ? Quá đẹp, quá sang, quá tuyệt vời luôn rồi. Chị yêu nào không lấy quá phí nhá. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Áo là mã M12 kèm theo số điện thoại là em chốt đơn. Chị yêu nào lấy quần thì comment cho em đúng cú pháp là quần kèm theo số điện thoại là em chốt đơn, hoặc chiều cao cân nặng em chốt đơn nhá. Áo thì em bao vừa, áo là free size, còn quần của nhà em nha thì có size nhá, nên là từ 25 cho đến 29 em chốt đơn ạ. Túi là mã M15, chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đẹp, sang xịn, chất ngất luôn rồi ạ. Nên chị yêu nào lấy áo thì nhanh tay đi ạ. Áo M12 em còn vài chiếc thôi nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Rồi em qua nha. Áo là chất mông tơ ghi chị yêu ạ. Chị hướng dương chiều dài M13 dài bao nhiêu? Quần này ạ, để em đo dáng quần này nhá. Quần này nó rơi vào khoảng tầm 88 phân thôi chị hướng dương ạ. Quần này em nghĩ là nó rơi vào khoảng tầm 88 phân thôi chứ không phải quần 90 phân đâu. Dòng quần dáng suông đứng này của em Nga thường nó rơi vào tầm 85, 86 hoặc 88 phân chứ nó không làm 90 phân các chị yêu ạ. Em đo cái này là size 27 nhá. Em đang cầm tay là size 27, em đo là nó rơi vào khoảng tầm 87 phân. Có nghĩa là quần 86 phân hoặc 87 phân, tức là quần 8 tấc ấy. Nó vẫn, tại vì nó không phải là 90 phân thì nó vẫn gọi là quần 8 tấc. Ví dụ như 85 phân hay 88 phân thì nó vẫn gọi là quần 8 tấc các chị yêu nhá. Đấy ạ, nên cái, bởi vì là cái quần này này, nếu như các chị yêu mặc ấy mà nó dài quá, nó sẽ không đẹp. Cái quần này chị em mình mặc nó phải nỡ nỡ như thế này. Nó phải nỡ nỡ thì nó mới, các chị yêu mới nhìn được hết được cái dáng của cái quần. Nó mới lên được cái dáng là dáng cảm giác nó suông suông đứng đứng nhá các chị yêu nhá, nó ôm. Và cái thứ hai là cái gấu quần của nó nộ ra. Đấy ạ, và trong Nam ngoài Bắc mọi miền các chị yêu đều mặc được cho em nha. Và khi các chị yêu mặc những cái dáng quần này, khi các chị yêu đi đôi giày, giày thấp cũng được, giày cao cũng được, nhưng nó mới nộ được cái phần ở phần phía dưới chân của các chị yêu, nên quần nó mới đẹp. Chứ còn cái này mà làm dài, làm trùng thì nó lại không đẹp ở cái phần gấu quần này thì. Bởi vì cái gấu quần này nó có điểm nhấn đấy các chị yêu này, đây. Nó đẹp là ở cái điểm nhấn cả cái phần xẻ tà như thế này, cả cái phần như thế này nữa. Mà nếu như mà các chị yêu mặc nó dài rồi thì làm sao nó còn nộ được cái đấy lên. Cho nên nó sẽ không đẹp ở cái đấy nhá các chị yêu nhá. Nên mặc lên rất là đẹp luôn. Đấy ạ, cái dáng này thì nó làm như thế này thì chị yêu nào cũng mặc đẹp cho em nha. Cao thấp hay là gì đều mặc đẹp nhá. Đây, nhìn cho em cái dáng quần đẹp này, nhìn dáng quần này. Cái chân của em Nga các chị yêu thấy che khuyết điểm không ạ? Từ cái phần dưới như thế này ạ, nó gọn gàng nhá. Cả cái phần bắp chân của em Nga nó cũng không hề bị nộ hồ, cái lộ, không bị nộ ở cái phần gì ạ. Đấy ạ, nói nếu như mà mặc quần ôm nhá thì cái chân này của em Nga nó vẫn bị bóp vào dưới chân đúng không? Nhưng cái gấu này dưới đây là nó gấu đứng. Cho nên các chị yêu nhìn đúng không ạ? Trời ơi, nó rất là thẳng chân và nó rất là gọn luôn. Cực kỳ tuyệt vời, em rất thích cái dáng này luôn. Cực kỳ mê đấy. Nhưng mà dáng này em đều săn cho các chị yêu nào những cái mẫu mà gọi là mẫu đỉnh, mẫu độc. Mẫu mà không các chị yêu sẽ thấy ít có trên thị trường và nó rất là sang đẹp. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Đây ạ. Đẹp quá, quần này đẹp lắm các chị yêu ạ. Tin em Nga đi xin. Không cần phải suy nghĩ luôn cho em chiếc quần này, vì dáng của nó quá đẹp và quá sang luôn rồi. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhé. Comment cho em đúng cú pháp là em nên đơn. Quần chỉ có mức giá là 500.000 cho em quần này. Áo có mức giá là 259.000. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Bây giờ em sẽ qua áo nhé. Áo em qua áo này. Rồi, nên cho em Nga mẫu tiếp theo. Áo là 259 mã M13. Rồi đây ạ, chị yêu nào. Hả? Áo là 259.000. Chị yêu nào lấy áo cứ comment áo nhá. Rồi, đây, chị yêu nào hỏi em đây ạ, à, áo này. Thế khang quần M13 ạ. Rồi, ok, chị Thế Khang quần M13 em chốt đơn. Đây ạ, à, quần này các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Dáng của nó siêu đẹp. Cặp cao siêu đẹp, siêu hết dáng. Đẹp không các chị? Quá là đẹp luôn. Tiếp theo cho em Nga này. Đây, chị yêu nào thích một em áo thun em sẽ lên cho các chị yêu áo này. Nhưng nó không có nhiều đâu các chị yêu nha. Cái áo này của em Nga nó là hàng cao cấp này. Chờ chút xíu này. Đây ạ, à, áo này em có vài chiếc thôi nha. Đây, em sẽ mặc cho các chị yêu. Chờ chút xíu ạ. Áo này em có mấy chiếc? Màu đen có 3 chiếc, màu nâu có 3 chiếc. Chờ chút xíu, đây. Các chị yêu hỏi em áo này em mặc thay đổi cho các chị yêu tí xíu nha. Đây, đẹp ngất ngây luôn ạ. Đây ạ, những chị yêu nào thích những cái dáng áo này em nên này. Đây ạ, áo này nó không có số lượng nên em thường đây các chị yêu ơi. Đây, em nên phối kết cho các chị yêu nhá. Dành cho một số những chị yêu nào thích những cái dòng như thế này. Áo này của em Nga là áo cổ đổ như thế này này. Hơi lệch vai nha, nó sẽ hơi lệch vai. Các chị yêu mặc nó lệch vừa như thế này thôi, nó không bị lệch quá. Đây ạ, dáng áo đây các chị yêu nhá. Dành cho khi các chị yêu muốn mặc ôm này. Đây ạ, áo này em có hai size M và L thôi. Rất là đẹp, dáng áo đây các chị yêu nhá, mặc chất của nó siêu sướng luôn. Chất này co giãn đàn hồi siêu sướng, em chốt cho các chị yêu tầm 60
60 cân, 61 cân đổ về em chốt đơn. Em có ML 2 size 60, 61 cân. Áo này của em Nga nó là dòng áo xuất Hàn nhá. Áo này của em Nga nó là dòng xuất Hàn. Em có 3 chiếc cho màu em đang mặc siêu tây. Áo em đang mặc có 3 chiếc màu em đang mặc thôi. Đấy, không có nhiều đâu ạ. Chị yêu nào lấy thì phải nhanh tay. Em phối kết hợp nhanh vào thôi nha. Ui, đỉnh cao ạ. Cái màu này đẹp không ạ? Em đang mặc áo này là size M nhá. Áo này em đang mặc là size M. Em có 3 chiếc. Em không biết là... Đây ạ, các chị yêu nhìn cho em Nga để nhận cho em cái áo này nó là đây nha. Nhìn cái áo này là các chị yêu biết nó là hàng gì rồi. Hàng thương hiệu rồi. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải nghĩ gì nữa ạ. Ôi, mức giá chờ em chút xíu nhá. Mức giá, đây là áo này em có một chiếc size L này. Em đang mặc là M này. Áo này em có màu đen nữa đấy ạ. Màu đen em có 3 chiếc. Em có 1M, 2L cho chiếc áo em đang mặc. Áo em đang mặc lên cho em Nga là mã M15. Em có 1M, 2L cho màu em đang mặc. M14 ạ. Màu đen thì em có, màu đen em cũng có 3 chiếc thôi, không có hàng các chị yêu. Áo này không có hàng. Em bảo rồi, áo này áo xuất hàng không có hàng. Các chị yêu hỏi em những áo này nhưng mà không có hàng nên em có dám lên đâu. Đây là em mặc nhanh nha các chị yêu nha. Chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo em đang mặc dáng ôm rất là đẹp, cực kỳ tuyệt vời như thế này. Size M và size L em có 1M và 2L cho màu em đang mặc là màu rêu như thế này, rất là xinh. Lên đơn cho em áo xuất hàng này, các chị yêu nghe giật mình giá này. Nên chị yêu nào lấy nhanh tay nhá, 350.000 cho em áo này. Áo này của em Nga, áo xuất hàng 350.000, nhận hàng, kiểm tra hàng, thoải mái quay trong máy giặt. Không tưởng được ạ, cái kiểu dáng của nó là kiểu đầu đổ như thế này này. Rất là yêu, kiểu đầu đổ nhá, kiểu thiết kế kiểu. Rất là tuyệt vời, cực kỳ xinh. Áo này những chị yêu nào mix với váy này, mix với quần jean hay mặc như thế này, xong rồi mặc ở bên trong cho em Nga, hoặc là các chị yêu mặc với chân váy á, đi chơi đi làm. Những cái này, thật ra những cái này nó có ít này, nhiều khi em hay đăng. Và đôi khi có những cái lúc mà em muốn lên một cái livestream ấy mà chuyên về những cái áo này cho các chị yêu, bởi vì nó số lượng nó có ít. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Đây em nên nhanh cái áo này nhá, màu em đang mặc là màu đen. Tay của nó sẽ kiểu như thế này. Khi mà mặc những cái áo kiểu như thế này ấy, thì các chị yêu mặc cho em những cái dây quay trong, hoặc là các chị yêu mặc cho em những cái áo bra không dây nhá, hoặc là các chị yêu có thể kéo trễ cái dây này xuống, tùy các chị yêu. Rất là đẹp, cực kỳ sang xinh cho em Nga áo này. Em đang mặc áo này là size M ạ. Đấy ạ, dáng ôm các chị yêu nhá, lưu ý cho em Nga, dáng ôm rất là tuyệt vời. Co giãn đàn hồi siêu tốt luôn. Chị yêu nào lấy cũng vừa cho em Nga. 60, em chốt 60 cân đổ về em chốt đơn. Em có 3 chiếc màu rêu này. Đây ạ, chị yêu nào lấy chốt đơn 350.000. Giá áo đây ạ, 350.000 cho em áo này nhá. Bây giờ em mặc màu đen luôn. Chị Tâm M13 size 26 ạ. Ok ạ. Chị Phát Hằng hỏi bộ thể thao né cam xanh còn không? Bộ thể thao né cam xanh em còn size L, size XL và size 2XL thôi ạ. Hết size ạ. Size L em còn vài bộ, size XL và size 2XL nữa. Còn màu size M em hết rồi ạ. Chị yêu mặc size gì thì báo em. À, màu xanh thì còn M ạ. Bộ né xanh thì em còn M, còn né cam thì hết M ạ. Né xanh còn M, né cam hết M. Rồi ạ, áo này là mã M14. Túi M14 kìa, áo này là M15 em. Túi là M14, áo là M15. Áo M15 của em Nga có giá là 350.000. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Áo xuất hàng nhá. Áo này thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga. Áo này đẹp lắm. Áo này thì không cần gì phải nghĩ các chị yêu. Áo này thì gọi là đỉnh VIP của em Nga rồi. Đây ạ, màu đen ạ. Hai màu. Yêu nào thích thì chốt đơn nha, em mặc nhanh thôi. Màu đen em cũng có 3 chiếc, màu kia có 3 chiếc. Áo này em đặt nhưng không có hàng các chị yêu ạ. Quần em mặc có size 65 cân không? Có size 65 cân ạ. Quần này của em Nga có giá là 500.000, em có size đến 68 cân, 69 cân nhá chị yêu. Đây. Giá áo đây ạ. Chị yêu nào thích thì chốt đơn. Cái cổ của nó này. Mai em up mẫu cho các chị yêu áo này. Đấy ạ, mai em sẽ up mẫu cho. Mẫu thì rất là xinh rồi, hàng này thì các chị yêu không phải nghĩ rồi. Những chị yêu nào yêu thích cái dáng này thì các chị yêu cứ chốt đơn cho em nha. Đây ạ. Mặc bên trong những cái áo vest cho em Nga nhá. Rất là đẹp, cực kỳ sang. Đã, em đang mặc áo này là size M, kiểu dáng cực kỳ xinh, có co giãn này. Siêu sướng luôn cho em áo này. Sơ vin cũng được, không sơ vin cho em cũng được, mix cho em với quần jean cũng được, mix cho em với chân váy cho em áo này cũng được nhá. Đây. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Comment cho em đúng cú pháp này em lên đơn. Đấy ạ, dáng siêu đẹp. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Dáng của chất liệu của nó là áo xuất hàng và chất liệu em đứng gần này. Các chị yêu nhìn cái chất liệu chưa? Đây. Hàng cao cấp nha cho em nha. Các chị yêu có thể chụp ảnh màn hình gửi qua inbox cho em nha. Rồi, em có tất cả 6 cái thôi ạ. Hiện tại em về được 6 chiếc thôi. Em qua mã luôn nha. Số lượng có ít nên qua luôn. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn hoặc comment inbox vào trong trang hộ em. Rồi, em qua mã M15. Em lên tiếp theo M16 luôn ạ. Quần của em Nga có giá là 500.000. Quần của em Nga có giá là 500.000 ạ. Rồi ạ. Đây ạ. Em qua mã nhá. Tiếp theo cho em Nga, mã tiếp theo ạ. Lên cho các chị yêu một mã này đi ạ. Chờ em chút xíu để em lên cho các chị yêu một mã này. Mã
này thì siêu khác, siêu đẹp luôn. Mỗi tội em không có nhiều. Má này thì có ít quá. Má này hôm trước em về hết sạch hết veo luôn. Má này của em Nga, hôm trước em về nhưng mà hết sạch luôn. Hôm nay em về có bằng này trước thôi ạ. Đây ạ. Ok các chị yêu. Chút xíu nhá, áo này của em Nga thì nó là dòng hàng VIP ạ. Chị Phan Hằng 50 cân thì bộ phải có size M hết. Bộ còn màu xanh size M chị Phan Hằng ơi. Bộ còn màu xanh size M ạ. Chị Nguyễn Cung 10 màu 15 size M màu nâu. Ok ạ. Màu rêu màu rêu. Màu rêu. Màu rêu cho chị Nguyễn Cung 10. Đây ạ. Áo này em chỉ có bằng này chiếc này. Áo này được có đúng về được đúng bằng này chiếc các chị yêu nha. Áo này em về được đúng bằng này chiếc. Đấy ạ, hàng đắt các chị yêu nha, không có nhiều. Rồi ạ. Áo này hôm trước em lên này, các chị yêu đặt hết hàng. Áo này em nói thật sự luôn, áo này không có hàng các chị yêu ạ. Em đang mặc áo này là size M nhá. Áo này em đang mặc là size M. Áo này em có M, L, XL và 2XL. Đấy, ngất ngây. Áo này ạ. Các chị yêu nhìn áo này là biết là hàng VIP rồi. Riêng áo này các chị yêu nhìn áo này là biết hàng VIP rồi. Hôm nay em mặc áo này mix luôn với lại một chiếc quần jean đây ạ. Rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Các chị yêu mix quần jean, quần chân váy, sơ vin hay không sơ vin cho em đều đẹp nha. Em sơ vin lại cái áo này một chút xíu này. Cái áo này các chị yêu không sơ vin cho em cũng đẹp nhá. Đây ạ, dáng của nó nếu không sơ vin này. Dáng của nó nếu không sơ vin các chị yêu nha. Còn sơ vin đây ạ, áo này em có ít thôi. Hôm trước em lên hết sạch rồi. Hôm nay em về, em trả nợ khách của nhà em Nga thì em chỉ còn được có vài chiếc thôi. Nên là em sẽ lên nhanh lại cho các chị yêu áo này. Nó có ít. Đây. Các chị yêu nhìn nhá. Đây ạ, à, đây là dáng em mặc sơ vi này. Khổ cái máy kia của em nó bị ẩn comment. Chờ em chút xíu để em lấy ra đây em nhìn comment nào. Chị chiều dài M13 chốt bảo trả lời rồi này. Còn bộ chất liệu shop này không phải suy nghĩ, nhất là quần mình trải nghiệm rồi. Em cảm ơn chị Phan Hằng, em cảm ơn chị Phan Hằng. Chị đặt áo giữ nhiệt M6 đen mà không thấy. Chị Khánh Huyền Lê ơi, chị đặt áo giữ nhiệt nào chị chụp ảnh gửi qua inbox giúp em Nga với. Chị xem mẫu quần jean baggy. Chị Oanh Vũ ơi, chờ em chút xíu em sẽ lên mẫu quần jean baggy nhá. À cái áo trước các chị yêu, áo trước của em Nga nó là dòng chất liệu dạng như kiểu là không phải là thun tăm đâu các chị yêu, nó là cái dạng gì em không biết, là cái chất này này các chị yêu này, nó co giãn đây ạ. Chị đang hỏi em cái chất trước cái gì ạ, tại vì em không đọc được comment, máy chủ của em Nga comment nó bị ẩn rồi, máy chủ của em Nga cái comment nó bị ẩn. Đây các chị yêu nhá, chị yêu nào thích M6 này các chị yêu chụp ảnh lại hộ em, à M15 này các chị yêu chụp ảnh lại hộ em. Các chị yêu nhìn cái chất này của em Nga này. Bên trong của nó là chất liệu giống như chất liệu cốt tông này. Bên ngoài của nó là kiểu thun tăm, nhưng mà nó là thun tăm như thế này, không bao giờ bay luôn. Em nói thật sự, năm nay em nói thật sự rồi, năm ngoái nhá. Năm ngoái cũng là dòng chất liệu như thế này. Em bán cực kỳ cao. Đấy ạ, nhưng không hiểu làm sao năm nay cái giá của cái áo này này cực kỳ tốt luôn. Chị yêu nào mà nhớ năm ngoái có một cái áo mà giống cái màu đỏ đỏ ấy, mà em lên cho các chị yêu mà các chị yêu nhớ nó dáng hơi crop top ở đây không ạ? Mà em lên cực kỳ hot hit không các chị yêu? Tại vì áo đấy em mặc áo đấy mà chất của nó siêu sướng luôn các chị yêu nào nhớ. Xong ở đây em có khuy cúc này, các chị yêu có nhớ cái khuy cúc đồng ở đây không ạ? Cái chất liệu cái áo này nó giống cái chất liệu của năm ngoái em bán ấy, là nó là màu đỏ ấy. Chị yêu nào có cái dòng áo đấy giống của em Nga năm ngoái là em nhớ là em lên cái áo đấy là màu đỏ đô. Năm nay thì tự dưng nó ra cái màu rêu này nó rất là đẹp, cái chất này y xì như chất năm ngoái đấy các chị yêu nhá. Nhưng mà giá của nó siêu mềm, em không thể nào tưởng tượng được luôn. Chất này nhá các chị yêu, mặc bao nhiêu năm nó cũng cứ trơ trơ cái chất liệu này ra. Nó đẹp ngất ngây luôn, không bao giờ xù. Chất này không bao giờ biết xù là gì nhá. Đây này, em không biết nó là cái chất gì. Nó giống như kiểu thun tăm ấy các chị ạ. Nhưng mà thun tăm kiểu xuất hàn ấy. Cái dạng áo này này nó là thun tăm nhưng mà thun tăm xuất hàn. Cổ của nó hơi vặn lệch lên một chút xíu. Đây ạ, xong cái áo của nó làm cho cái dáng này hơi bềnh như này. Cho nên là nó rất là gọn cái vòng eo. Đấy ạ, mai em sẽ up cái ảnh của cái mẫu của cái áo này mặc lên cho các chị yêu ngắm. Rất là đẹp và cực kỳ sang, nên chị yêu nào mà thích cái áo dáng áo kiểu cổ đồ. Khi mà em cầm cái cổ đồ ấy thì các chị yêu nhìn nó sẽ như thế này.
đúng không ạ? Nhưng khi mặc lên người các chị sẽ thấy rất đẹp hơn rất là nhiều. Em có ML 2 size thôi, màu đen và màu này. Đấy ạ, chị yêu nào hỏi cái áo M15 này thì em nói chất liệu nhá. Nếu như chị yêu nào đã mặc cái hàng này giống em của năm ngoái rồi, các chị biết năm ngoái em nhớ em bán không nhầm cái dòng chất liệu này này, là em bán dòng xuất hàng nó rơi vào không hiểu là từ 450.000 hay là 480.000 gì đấy. Nhưng mà năm nay này, áo này này 350.000, em nói thật sự các chị yêu lên lấy. Cái áo này lên lấy, mỗi tội em không có hàng nhiều. Bởi vì nó là hàng tứ xuất hàng như thế này này, các chị yêu nào mua hàng chính hãng là các chị yêu biết. Đấy ạ. Cái dòng này thì chắc chắn nó sẽ có nhiều chất liệu, nhưng mà cái chất liệu mà để đúng của cái nhà này này thì em phải nói thật sự là nó cực kỳ đỉnh luôn. Mà mức giá 350.000 ai mua của những cái dòng nhà này rồi các chị yêu biết, không phải là lúc nào cũng có được những cái mẫu tốt mà giá tốt như thế này đâu. Vì thường mua những cái dòng nhà mà có cái túi mát xuất hàng, nếu ai mua quen các chị yêu biết rồi, đều có mức giá là khoảng tầm 520.000, đúng không ạ? Em thấy cái áo này nó quá rẻ luôn, nên chị yêu là lấy chốt đơn. Mỗi tội này em đặt ấy, em cũng đặt cái áo này nhiều nhiều nhưng mà không có, nó không có hàng các chị yêu ạ. Đấy ạ, nên em chỉ có được bằng đấy cái thôi nên em lên nhanh. Rồi ạ. Nên chị yêu nào lấy áo đấy thì chốt đơn nha. Comment cho em áo là mã M15. Rồi ạ. Chị đặt quần bò trắng 520.000 sao không có đơn? Vậy em chị Phạm Hồng Chiêm sao lại không có đơn áo quần gì nhỉ? Chị Phạm Hồng Chiêm nhà thiếu quần à em ơi. Để em kiểm tra cho chị Phạm Hồng Chiêm nhé, chị Phạm Hồng Chiêm nhé. Chị Phạm Hồng Chiêm ơi, để em kiểm tra nhé chị yêu. Lé xanh mà có đẹp không em? Quá đẹp luôn chị Phan Hằng ơi. Bộ đấy của em Nga mẫu gì cho em cũng đẹp ạ. Bộ đấy của em Nga màu gì cũng đẹp. Màu gì cũng đẹp. Chẳng qua là lé xanh em lên sau thôi. Đấy ạ, đây các chị yêu nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp theo áo này. Áo này hôm trước này, chị yêu nào chưa dinh được, các chị yêu lên cùng em nha. Áo này em có size ML, XL, 2XL, 70 cân đổ về em chốt đơn. Nó là một chiếc áo len này, cao cấp, hàng VIP nhá các chị yêu nha. Toàn bộ chỗ này các chị yêu nhìn cho em đá này, chất liệu của nó này. Các chị yêu có nhìn thấy cái độ mà nổi nổi của cái áo này không ạ? Vân vân nổi nổi của áo này không ạ? Tay để cho em Nga này. Tay toàn bộ ở đây các chị yêu nha. Nó toàn bộ ở đây ạ, nó là đá. Các chị yêu mặc cho em ạ, 10 năm, 20 năm, 30 năm lúc nào nó cũng như thế này nhá các chị yêu nha. Cổ tay của em này đẹp ngất ngây luôn. Hàng này của em Nga, áo này của em Nga là M16, chất liệu VIP nhá các chị yêu nhá. Chất liệu của nó ở đây nó giống như kiểu len Montegi nhưng mà chất kiểu hơi xốp xốp ấy các chị ạ. Nó giống như kiểu Montegi xốp ấy. Cái chất áo em đang mặc là M16 này. Em đang mặc áo này là size M. Size M là dành cho các chị yêu 55 56 cân đổ về mặc M. Size L dành cho các chị yêu 60 61 cân. Size XL dưới 65 66 cân và size XL 70 cân đổ về em chốt đơn áo này nhá. Chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo này nên đơn cho em Nga, mã M16 ạ. Mức giá cho em Nga này, bao form, bao chất, bao giá cho các chị yêu này. Comment cho em đúng cú pháp áo này. Giá cho em Nga là 790.000. Chưa bao giờ có trong lịch sử luôn. Hàng này là hàng chính hãng của Zulo. Hàng áo em đang mặc là của Zulo nhá. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Chị M15 nâu em nhé. Chị Mai Hồng một áo, thêm một áo M15 màu nâu nữa. Ok ạ. Đấy ạ. Áo M15, áo em đang mặc là M16. M15 em chốt cho chị Mai Hồng một áo ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá. Áo M15 thì em có ít hơn em zoom nhanh. Chị Oanh đăng một áo M16, ok ạ. Áo M16 của em Nga là hàng của hãng Zulo, hàng thương hiệu nổi tiếng. Áo này thì hôm trước em hết sạch. Hôm trước em hết sạch khi mà em lên live, không còn một chiếc nào. Nhiều chị yêu mà không dinh được thì hôm nay các chị yêu dinh cho em Nga. Nhưng em cũng chỉ có khoảng vài chiếc thôi nên chị yêu là lấy nhanh đơn, nhanh tay ạ. Áo em đang mặc là M16, 790.000, hàng chính hãng của Zulo ạ. Áo số 5 bồng tay, số 5. Áo gì ạ? Số 5. Áo số 5 là ai ạ? Áo số 5 là áo đầu tiên, áo màu xanh đầu tiên là mã M12 ạ. Chị yêu nào lấy áo mà chị Diễm Hằng một size L này. Chị Diễm Hằng một áo này size L, ok ạ. Chị Diễm Hằng đợt này bao nhiêu cân nhỉ mà chị Diễm Hằng lấy L nó mới nhỉ. Đây ạ, em đang mặc M nhá. Chị một cho chị Oanh đăng size gì nhỉ? Chị Diễm Hằng size L này. Hả? Chị Oanh đăng size L ạ. Chị Oanh đăng size L này. Chị Diễm Hằng. Chị Diễm Hằng size L này. Ok, chị Diễm Hằng size L ạ. Chị yêu nào lấy nhanh tay ạ, em có ít thôi ạ. Em có ML, XL, 2XL, số lượng có hạn. Mỗi cái có vài chiếc thôi nên chị yêu nào lấy nhanh tay nhá. M16, 790.000, áo của Zulo nhá các chị yêu nhá. Áo của hãng Zulo đây ạ. Chị Diễm Hằng 52 cân size M thôi ạ. Em đổi lại size M cho chị Diễm Hằng. Chị Diễm Hằng ơi, chị 52 cân em đổi lại M nhá, chị không mặc được L đâu. Áo này của em Nga chị không mặc được L đâu ạ. Đấy là N mà. Đây lấy M, đây là L. Thay L đấy. Bởi vì em đây M đấy. Chị Diễm Hằng còn kia là chị Anh Đăng. Chị Anh Đăng thay L. À, chị Hòa Nhi màu nâu size L cho chị Hồ Nhi. Vậy là hết áo đúng không? M16 size L cho chị Thái Hải này. M16 size L cho chị Thái Hải nữa. Ok ạ. Chị Thái Hải một áo M16 size L. Áo này thì không phải nghĩ luôn. Áo này hôm trước chị yêu nào chưa dinh được, các chị yêu chốt ngay ạ. Áo hãng Zulo thương hiệu nổi tiếng trên thị trường luôn rồi.
các chị yêu mua không ở đâu có mức giá như nhà em nha. Đấy ạ, à, ok chị Diễm Hằng 52 cân em đổi xuống M rồi, chị Thái Hải M16CL ok. Chị vậy là áo màu nâu của cái mã M15 em hết nha. Chị Hồ Nhi là màu nâu mã M15 size L. Chị Diễm Hằng M em chốt rồi ạ. À. Áo trễ vai mã gì em ơi? Chị Thúy Phạm ơi, áo trễ vai của em Nga là mã M15 ạ. À. Hiện tại em còn màu đen thôi, hết màu nâu rêu rồi. Em còn đen nhá, áo trễ vai em còn đen, tí em dơ lại đen cho các chị yêu ngắm. Ok, chị Diễm Hằng em chốt M rồi ạ. À. Chị mùng 6 ship. Chị gì nhỉ? Chị Phan Hằng mùng 6 ship chị được không? Đường lé xanh size M chị mới có nhà. Chị cào thẻ 100 cọc trước được không? Được chị Phan Hằng nhá. Ok ạ. À. Chị cọc cọc nhắn tin vào trong fanpage giúp em Nga. Các bạn ấy sẽ cất cho chị cái bộ ngày hôm qua em nhá. Bộ gì cho chị Phan Hằng? Lé xanh size M cho chị Phan Hằng. Đấy ạ. Đấy thì chị cọc đấy. Chị bảo chị cọc đấy. Ok ạ, ok ạ. Chị inbox vào trong trang của em ạ. Rồi ok chị yêu. Áo trễ vai là mã M15 chị yêu nhá. Bỏ áo ra ngoài chị xem. Ok chị Tú Trương chờ em chút xíu em bỏ áo đây ạ. Chị Đinh Tuấn áo là áo của em Nga đang mặc là chị Oanh Đăng là màu rêu size L á chị Oanh Đăng. Chị Oanh Đăng ơi chị lấy M15 chứ không phải là M16 á chị Oanh Đăng ơi. Chị Oanh Đăng là lấy M15 chứ không phải lấy M16 đúng không ạ? Chị Oanh Đăng là lấy M15 chứ không phải M16 đúng không ạ? Đây ạ, dáng áo em vuông này. Em buông dáng áo nhá các chị yêu nhá. Áo đây ạ, áo là của chính hãng này này. Áo là của hãng này, 790.000. Áo này em khẳng định luôn ạ, em bao giá trên thị trường luôn. Không ở đâu bán được áo này luôn. Áo này là nó là thương hiệu nổi tiếng thế giới rồi. Đây ạ. Các chị yêu check code được cho em Nga nhá. Áo mà check code là các chị yêu biết rồi, nó là hàng VIP đỉnh rồi các chị yêu ơi. Áo này các chị yêu mua ở ngoài nó là hơn triệu một áo cơ ạ. Nó là triệu hơn triệu một cái áo em đang mặc. Chị Oanh Đăng ơi, chị lấy M15 chứ không phải M16 à chị Oanh Đăng. Chị Oanh Đăng là lấy cả M15, M16. Nhưng mà hình như là M15 chị Oanh Đăng, để em kiểm tra xem còn còn không chị Oanh Đăng nhá. Nếu không thì chị chốt sang cho em màu đen. Bởi vì chị nhắn sau cho nên là màu rêu vừa rồi em đang chốt cho mấy chị yêu. Bởi vì màu rêu đấy M15 em có mỗi 3 chiếc. 3 chiếc thì em nhớ là em đọc tên cho 3 chị yêu rồi. Nên là mã M15 chị Oanh Đăng, 15 chị Oanh Đăng ở chế độ dự phòng của em. Còn nếu không chị có thể chốt sang màu đen. Màu đen cũng đẹp ạ. Màu đen cũng đẹp nhá chị yêu. Chị Đinh Tuấn ơi, áo em đang mặc là 790 ạ. Đấy ạ. Chị Đinh Tuấn nhá, áo em đang mặc là 790. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Áo em đang mặc là 790.000 rồi. Áo em đang mặc này em báo lại này, em còn size M này. Em còn M này. 1M này, 2M này. Em còn 2 chiếc size M này. Size L em còn này. Size L em còn 1 chiếc này. Ôi. Và size XL và 2XL nữa các chị yêu ơi. Chị yêu nào lấy không nhanh tay là hết ạ. Áo này em có đủ size cho đến các chị yêu đến 70-71 cân. Đấy là áo này thì có rất ít. Bởi vì áo này của em Nga thì nói thật sự là em về em hôm trước em lên cho các chị yêu nhiều chị yêu không dinh được. Nên là các chị yêu mới đặt hàng. Thành ra là khi em về em trả nợ cho các chị yêu. Đây các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Nhìn cho em cái áo này. Nó gọi là VIP đỉnh luôn. Nó là len Montagi shop với các chị yêu. Họa tiết này cho em Nga. Đẳng cấp luôn, giặt bao nhiêu năm cũng cứ tuyệt vời cho em như thế này luôn. Mặc lên là mê, mặc lên là xinh, mix cho em chân váy, quần jean, mọi thứ, mọi miền tổ quốc cho em đều rất là đẹp nhá. Chị yêu nào lấy chốt đơn có ML, XL, 2XL dành cho các chị yêu 70-71 cân đổ về chốt đơn. Cổ của nó là cổ tàu như thế này. Các chị yêu nhìn cái đá này, lấp lánh chưa? Đẹp ngất ngây chưa các chị yêu? Phải gọi là không có một điểm gì gọi là chê được cho em chiếc áo này. Cái đai của nó này đẹp ngất ngây luôn ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Đấy ạ, em còn 2 chiếc size M, 1 chiếc size L, 2 chiếc size XL và 1 chiếc size 2XL cho áo này thôi. Này em hết mã M10. Này em hết mã M16 nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Chị không dùng tài khoản thế ạ. Chị inbox vào trong trang đi chị yêu ạ. Em giơ áo trễ vai chị xem. À ô ok, em giơ lại áo trễ vai nhá. Đây ạ. Giơ lại áo trễ vai nhá. Màu nâu thì hết rồi ạ. Áo trễ vai có 3 chiếc màu nâu này hết. Bây giờ em đây em giơ này trễ vai này. Ở cái áo này của em Nga, em đặt nó không có hàng ấy các chị ạ. Nhưng cái dòng của ông xuất hàng này này. Đúng rồi, M15 đấy, có 3 chiếc đấy. Hồ Nhi này, size L. Chị Mai Hồng một chiếc với chị gì một chiếc đấy. Chị Cun 10 một chiếc đấy. Ở áo này em nói thật sự luôn đấy, em đặt hàng nó không có hàng các chị yêu ạ. Cái áo mà hàn này đấy các chị yêu thấy không ạ? Năm ngoái em nhớ em các chị yêu nằm cùng mặc cái dòng này của em Nga mà các chị yêu mặc cái màu đỏ đô ấy. Đấy ạ. Mà em nói thật đây này, các chị yêu nhìn cái tang này là biết này. Nhìn cái tang này là các chị yêu biết này. Nhìn cái tang này là các chị yêu nhớ, biết ngay là áo xuất hàng. Và đây, cổ của nó đây ạ. Hàng xịn cho em Nga nhá. Nhìn những cái dòng này là các chị yêu biết luôn. Đấy, hàng xuất hàng cho em Nga. Hàng này hàng Quảng Châu cao cấp. Mà cái này là của cái nhà người ta chuyên bán về dòng cao cấp ấy các chị yêu ạ. Ở bên
thì ở bên kia nó mới có nha các chị yêu nhá. Cái chất liệu của nó không bao giờ, các chị yêu giặt thoải mái cho em nha, không bao giờ xước này, không bao giờ xích chỉ này, không bao giờ bay này, không bao giờ xù này. Cái chất này mặc nó cứ đơ đơ, cái chất này là năm nào từ năm này qua năm khác. Vì cái áo trước em mặc nó cũng y xì như vậy luôn, chất của nó siêu sướng luôn. Đấy ạ, dáng của nó cổ trễ, bây giờ em chỉ còn màu đen thôi. Màu đen thì em có M và L. Đấy ạ, dành cho các chị yêu 60 cân đổ miếng chút đơn. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá, đẹp ngất ngây luôn. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng là ưng kéo này. Hiện tại em còn sẵn đen ạ. Hiện tại em còn sẵn đen nên chị yêu nào lấy đen thì chút đơn nhé. Chị Đinh Thấm là 53 cân mặc áo này cho em Nga size M nhá. Chị Đinh Thấm ơi, 53 cân chị mặc áo, em đang mặc là size M. Áo em đang mặc chị quần M13 size 6 ok, một quần M13 size 26 cho chị Phạm Duyên ạ. Và chân váy đính cườm màu nâu ok, một chân váy 370.000 đính cườm màu nâu cho chị và cho chị Phạm Duyên. Một chân váy đính cườm 370, váy đến hẹp lắm luôn. Ok chị, chân váy đính cườm màu nâu cho chị Phạm Duyên. Chị Đinh Thắm ơi, chị 53 cân thì mặc áo em đang mặc là size M thôi nhá. Em còn hai chiếc size M, một chiếc size L, một chiếc size XL và hai chiếc XL và một chiếc size 2XL cho áo này là hết rồi. Nên chị yêu nào lấy áo này thì nhanh tay ạ. Hôm trước nhiều chị yêu không dinh được lắm luôn. Đấy ạ, nhưng mà vì em mặc ở trong live như thế này nhiều chị yêu không biết. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn cho chị cái áo đen em mặc size M nhé. Ok chị Phan Hằng, một áo size M nữa này. Vậy thì áo này em còn 1M, 1M, 1L. Ok chị Phan Hằng, một áo size M này. Vậy là áo em đang mặc em còn 1M, 1L, hai chiếc size XL và một chiếc size 2XL là em hết ạ. Nên chị yêu nào lấy em chốt đơn. Nga mặc lại M15 cho mình xem. Chị Ngọc Hà, đây ạ, em mặc lại M15 nha. Rồi M16. M16 em còn đúng gần như 1 giây nữa thôi nên chị yêu nào lấy M16 thì nhanh tay chốt đơn nhá. M16 của em Nga là 790.000. Áo em đang mặc là 790 ạ, hàng của Zulo. Nó là hàng thương hiệu nhá. Hàng Zulo là 790.000. Còn cái áo em xuất hàng là M15 này thì em có giá là 350.000 thôi. 350.000 thôi ạ. Đây. Cái áo này của nó là dáng ôm nhá, cái áo xuất hàng này này, cái chất liệu của nó là rất nhiều ôm và nó làm theo thiết kế kiểu ấy. Đây. Áo này các chị yêu mặc cho em chân váy này, sơ bin với quần jean các kiểu cho em Nga đều rất là xinh. Áo này là áo điệu các chị yêu nhá, áo này là áo cách điệu. Cổ của nó là cổ đổ như thế này. Đây ạ. Nó sẽ hơi lệch cổ như thế này một chút xíu ạ. Đây ạ. Ok chị Duyên Phạm, M16 2XL, vậy hết 2XL ạ. Em còn 1M, 1L và hai chiếc size XL thôi ạ. Đấy ạ. Áo M16 em, đây là M15 các chị yêu nhá. Đây ạ, đẹp ngất ngây luôn. Các chị yêu không phải nghĩ luôn áo này. Đây. Các chị yêu nào lấy thì các chị yêu bỏ cái này ra. Bởi dây áo của em Nga nó là dây của Bra. Áo này xinh lắm ạ. M16 size M. M16 size M, ok ạ. M16 size M này. Vậy là em còn L và một và XL cho mã M16 nhá các chị yêu nhá. Ok ạ. Chị yêu nào lấy M15 đây ạ. M15. Áo này là có 350 thôi. Hàng xuất hàng. M16 thì em còn L, XL. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt nhá. Đấy ạ. Rồi ạ, đây là M15. Áo em đang mặc M15 nhá, dáng trẻ. Chị Hiền Phan M15 size M. Ok, M15 size M em đang mặc cho chị Hiền Phan này. Em đang mặc M, áo này ML. Áo này em đang mặc là M nhá. Em đang mặc áo này là size M. Rồi ạ. Em qua mã M15. Em lên tiếp theo ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp để em lên đơn. Rồi tiếp theo cho em Nga này. Một mã áo tiếp theo. Xuất sắc luôn ạ. Rồi. Em áo em đang mặc M16 thì em còn size L và size XL, đấy là lâu. Lâu L đấy. Chị Hồ Nhi L. Đây size Huyền Phan là màu đen. Huyền Phan là màu đen size M. Ok. Ok ok ok. Rồi, tiếp theo cho em Nga nhá các chị ơi, em qua áo nhá, áo đấy em hết, áo đấy thì em qua nhá, quần của em Nga đang mặc này. Ôi em lên cho các chị yêu mẫu áo này. Tiếp theo cho em một áo này nữa. Áo này cũng rất là xinh. Rồi. Xuất sắc luôn. À sách nhung đâu nhỉ? Sách nhung đâu, đưa chị dơ mặc sách nhung này. Em mặc nốt cái áo này sau đó thì em qua sách nhung nha. Em qua cái áo tiếp, em lên cái áo tiếp theo này. Rồi áo này em có ít này.
Áo này em có ít này, em chốt được cho chị yêu nào lấy thì nhanh tay này. Áo này đẹp quá. Đây ạ. Các chị yêu lấy cho em áo màu cam này nhá. Chị ơi, em vừa mặc lại lần áo chị vai lần 2 rồi, chị kéo tua lại giúp em đi ạ. Em qua mẫu rồi chị yêu nhá. Chị ơi, chị xem lại giúp em đi, em mặc lần thứ 2 rồi, thông cảm của em với. Chị nào ạ? Chiều Nhi khách mới cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Chị mai lụa màu 16 size M nữa là hết này. Chị mai lụa, chị Thanh Vũ màu 16 có chưa nhỉ? Chị Hiền Phan M15 ok rồi, chị Thanh Vũ vừa xong M16 size M chốt rồi đúng không? Chị mai lụa M16 size M nữa là hết size M đúng không? Ok ạ. Chị mai lụa áo M16 size M này, hết áo M16 size M này. Vậy là còn size L một chiếc này, size XL một chiếc này. Ok ạ. Em còn một chiếc size M, một chiếc size L, một chiếc size XL của cái áo này thôi ạ. Chị chờ Nga mặc bộ nhung chờ em chút xíu, chị Mộc Lan nha. Ok, chị Mộc Lan chờ em chút xíu ạ. Chị yêu nào mà muốn xem em mặc cái áo M15 thì xem lại like hộ em nhé. Em mặc hai lần rồi nên thông cảm hộ em. Nó có mỗi 3 chiếc còn còn có 2 chiếc còn lại, đừng bắt em mặc nữa. Xem lại like hộ em với ạ. Nó có còn đâu ạ. Áo này em còn khoảng tầm 10 chiếc này. Áo này em còn tầm 10 chiếc nhá. Chị yêu nào lấy áo này chốt đơn cho em nha. Áo này nó có kèm một cái tang như thế này này. Vâng, kèm một cái tang lơ như thế này nhá các chị yêu nhá. Áo này của em là áo Montegi. Len Montegi rất là đẹp, cực kỳ sang. Và nó kèm một cái tang lơ siêu xinh như thế này. Lơ tang lơ này các chị yêu bỏ được cho em nha. Nó là Montegi của Mây Mây. Áo này thì em bao vừa từ 43 cân cho đến 63 cân em chốt đơn. 43 cân đến 63 cân em chốt đơn. Các chị yêu nhìn áo này, chất liệu Montegi cho em nha. Siêu đẹp luôn cho em Nga nhé. Nhìn cho em Nga này. Áo này, các chị yêu nhìn thấy mê chưa ạ? Nhìn cái áo mê chưa ạ? Nên Montegi thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga. Quần của em Nga đang mặc mã là M13. Quần này có giá là 500.000, đủ size từ 45 cân cho đến dưới 68 cân em chốt đơn. Quần của em Nga là quần dáng ôm suông đứng á. Áo quần này thì nó là đẹp nhất trong những cái mẫu quần mới của năm 2022. Em nói khẳng định luôn, dòng quần dáng này của em Nga thì không bao giờ nghĩ luôn. Khách nhà em Nga nhiều chị yêu là có chọn bộ giống cái mã này của em Nga. Gần như mẫu nào em về dáng này các chị cũng có. Có nghĩa là các chị có chọn bộ, có những mã các chị còn có mấy màu luôn. Nhưng mà tuy nhiên mẫu này nó có duy nhất một màu các chị ạ, không có màu khác. Đã lên chị yêu nào lấy chốt đơn nhá. Quần này thì các chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cái khác lấy chốt đơn. Rồi em lên tiếp cái áo này này, em chốt được cho khoảng gần chục chị yêu nha. Mã cho em Nga là mã M10, mười mấy rồi nhỉ? Chị Phúc Hoàng một quần M13 em chốt đơn. Quần chị Nhân Hoàng áo M16 ạ, áo M16 đây ạ, áo M16 đã gấp rồi chưa? M16 đây ạ, M16 là hàng của Juno ạ. Áo M16 là hàng của Juno. M16 đây ạ. Đây chị yêu ơi, M16 đây nhá, M16 là nó hàng của hãng Juno như thế này. Cái này em chỉ còn size L và size XL thôi. Áo này còn mỗi size L và size XL, chị yêu nào lấy thì nhanh tay này. Mai em cắt ảnh ra cho các chị yêu. Đây. Mai em sẽ cắt cái video và cắt ảnh của cái mẫu này ra cho các chị yêu nếu mà các chị yêu nhìn. Nhưng mà nó chỉ còn có 1-2 chiếc thôi. Đấy, hết hàng rồi ạ. Áo này hôm trước em cháy hàng. Áo này hôm trước em lên không có hàng để bán. Sau đó thì các chị yêu chờ bù. Và khi em bù về em trả cho các khách yêu, nó cũng chỉ còn ít thôi. Đây ạ, áo này của em Nga nó là mẫu này nhá. Đặng Thành M13. Ok, chị Đặng Thành một quần M13 em chốt đơn. Đây, áo này của em Nga nó là hàng VIP đỉnh. Tay của nó là tay như này này. Đẹp lắm luôn các chị yêu. Đây, toàn bộ của nó là đá này. Đây, các chị yêu nhìn kỹ cái áo này cho em Nga nhé. Hiện tại bây giờ em chỉ còn sẵn một chiếc size L, một chiếc size XL đúng thôi, là hết hàng cái áo này rồi. Áo M16 thì em còn sẵn một L, một XL. Đấy ạ, còn không biết em có về được nữa không thôi. Áo này thì thường thì em về hai chuyến những cái dòng cao cấp này rồi ấy. Cái dòng VIP này này thì thường em về đến chuyến thứ hai là khả năng đến chuyến thứ ba khó có thể về được lắm. Vì bây giờ lại đang tắt biên nữa nên những cái dòng này nó rất là khó. Đấy, nên chị yêu nào mà lấy áo này thì em cũng không biết được là em có về được thêm không. Đấy, em chỉ còn 1L, 1XL, chị yêu nào thích thì inbox vào trong trang hộ em nhé. Chụp ảnh mặc lại hộ em, inbox vào trong trang. Hoặc mai em up lại cái ảnh cho các chị yêu nhìn kỹ về cái mẫu mặc cái áo này. Đây ạ, mẫu mặc cái áo này nó là như thế này này. Đấy ạ, các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga nhé, mẫu mặc đẹp lắm luôn. Đấy ạ, em không mặc lại nữa nên em dơ cho các chị yêu nhìn kỹ mẫu thôi. Đấy ạ, thì em còn đấy thì các chị yêu nào lấy thì chốt đơn, còn có thể về được nữa không thì em cũng không rõ được. Khi nào mà về được thì em nếu mà về được thì em like hoặc em báo cho các chị yêu, chứ còn bây giờ nó tắc biên rồi nên là em không hứa được cái áo đấy, em không hứa được nữa, tức là em không dám nhận đơn gối nữa. Áo cái áo mã M16 đấy thì em không dám nhận đơn gối nữa, bởi vì hiện tại nó tắc biên nên là không biết ngày về.
thành ra em không dám nhận đơn tiếp theo. Tức là bây giờ các chị yêu có muốn đặt em cũng không dám nhận nữa. Đấy ạ, những cái dòng đắt như thế này là bây giờ các chị yêu đặt là em không dám nhận nữa. Tức là em không dám nhận nữa các chị yêu nhá. Đấy, không phải là em không muốn bán mà là không dám đặt nữa các chị yêu ạ. Bởi vì không biết ngày về. Đấy ạ, nhận của các chị yêu xong rồi lại không có được hàng rồi. Nửa, một tháng, hai tháng mới về được hàng thì em thì mệt lắm luôn. Đây, cái áo mà em đang mặc đây nhá, các chị yêu có thể nhìn lại hộ em. Đây ạ, áo của Zulo như thế này, hàng VIP như thế này các chị yêu nhá. Giá của em đang bán cho các chị yêu có 790.000 thôi. Đấy, em còn 1L và một chiếc XL, 790, chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Mai em sẽ up cái ảnh này lên cho các chị yêu ngắm này. Đấy ạ, còn M thì M em hết rồi nhá. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Đấy ạ. Ok các chị yêu, rồi bây giờ em xin qua mã M16 được chưa ạ? Chị Hồng Quân. À, chị Đặng Thành, ok, quần có bỏ thắt lưng được. Chị Phan Hằng ơi, quần này chị không thích thắt lưng, bỏ thắt lưng được nhá. Quần này bỏ thắt lưng rời ạ. Các chị yêu không thích thắt lưng, các chị yêu bỏ thắt lưng cho em Nga đều được ạ. Quần này á, các chị yêu không thích thắt lưng, các chị yêu thắt lưng khác cũng được cho em Nga. Quần này bỏ thắt lưng được chị yêu nhá. À, chị Phúc Hoàng hỏi quần cô gái tôi xin như đang mặc không? Quần này có kèm beo ạ, quần này có kèm beo như em đang mặc nhá các chị yêu. Quần này em đang mặc có kèm beo, có bỏ thắt lưng được ạ. Chị ơi, em hỏi quần bò ống vẩy không thấy trả lời. Chị ơi, chị Huyền Sơn ơi, các chị yêu chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp em Nga nhá. Nếu mà các chị yêu thấy là bên nhà em Nga ấy, các chị yêu comment ở ngoài trang ấy mà thấy chậm ấy, các chị yêu chụp cái ảnh màn hình đấy gửi vào inbox cho em Nga. Tại vì các chị yêu biết vì sao, trong tin nhắn inbox, trong tin nhắn các bạn đã quá tải rồi thì các bạn ấy sẽ không thể nào trả lời ở ngoài trang được. Ngoài trang em up ảnh ấy, có những hôm các chị yêu biết không ạ, em không dám up ảnh từ đầu giờ sáng mà đến tận gần chiều nhà em mới cho up ảnh lên. Bởi vì sao ạ? Khách inbox ở bên ngoài có trả lời, khách ở inbox ở trong trang còn chưa trả lời xong mà bây giờ up ảnh lên thì khách ở bên ngoài lại không trả lời được. Thành ra là em không dám up đến tận khi nào các bạn ấy bớt em mới dám up ảnh đấy các chị yêu ạ. Nên là không phải là các bạn ấy không trả lời đâu ạ, mà là nếu như chị muốn trả lời nhanh nhất thì chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp em nha. Đấy ạ, ok chị yêu. Em ơi, quần em đang mặc bao nhiêu tiền? Quần em đang mặc có 500.000, giá là 500.000, hàng cao cấp chị yêu nhá. Quần là quần jean chị yêu ạ, quần của em Nga là quần jean. Quần của em Nga là quần jean ạ. Rồi, ok các chị yêu. Cho xem áo 790 Nga ơi, chất gì? Em vừa mới dơ rồi đấy chị Trần Thúy ơi. Chất của em Nga là dòng chất nem Montegi Soap ạ. Hàng của hãng Juno, nó là chất đây ạ, Montegi Soap. Đây các chị yêu nha, em dơ gần cận chất một chút xíu nữa này. Chất này thì không bao giờ bay, không bao giờ sổ. Đây ạ, nó là Montegi Soap và có họa tiết nổi như thế này. Đấy các chị yêu nhìn thấy chất liệu chưa ạ? Đây, cái họa tiết của nó đây ạ. Hàng 790 đây ạ, họa tiết áo của nó đây ạ. Nó phải gọi là VIP đỉnh luôn rồi. Đấy các chị yêu nha, nhìn cho em Nga có áo nào nó xịn như thế này không ạ? Nhận cho em Nga, không bao giờ bay, không bao giờ xù. Rồi ạ, bây giờ em nên tiếp áo tiếp theo. Mã cho em Nga áo cam này là mã M bao nhiêu nhỉ? M17. Rồi cho em xin phép qua những mã trước các chị yêu nha. Lên hộ em mã M17 ạ. M17 này các chị yêu ơi, M17 em chốt được cho 10 chị yêu, hơn 10 chị yêu một chút xíu. Chị yêu nào lấy M17 vì áo này của em hết hàng mất rồi. Rất tiếc là áo này em không còn hàng. Áo này thì em bao vừa hết từ 43 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Cao cấp đó là Montegi, chính hãng của Mây Mây, mức giá siêu yêu, siêu sốc các chị yêu nha. 259.000 cho em chiếc áo em đang mặc. Áo em đang mặc có mức giá là 259.000, bao form, bao chất, bao giá toàn quốc, toàn vịnh luôn ạ. Đấy ạ, chị yêu nào muốn sở hữu chiếc áo em đang mặc với mức giá 259.000 thì comment cho em đúng cú pháp, mã kèm kèm chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Mã kèm số điện thoại nó chốt đơn ạ, 43 cân đến 63 cân ạ. Mã cho em Nga là M17 ạ. Áo em đang mặc là M17 nhá, 249.000, 259.000 ạ. À, chờ em chút xíu ạ, 259.000 ạ. Màu em đang mặc là màu cam ạ. Chị ơi, còn áo thun tay ngắn cổ cao không ạ? Chị Phạm Thương ơi, áo có vẻ áo của Ami không? Áo Ami em còn đấy chị Phạm Thương. Áo Ami em còn đấy ạ, em còn nẻ màu nẻ size thôi. Chị inbox vào trong trang em áo Ami nhá. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy áo em đang mặc thì nên đơn cho em Nga màu cam cháy nhá. Em phải nói thật sự là áo này màu cam cháy các chị yêu dinh đi ạ. Màu cam cháy là một trong những cái màu mà hot năm nay nữa. Năm nay nhá các chị yêu nhá, một là màu hồng sen, hai là màu cam cháy như em Nga đang mặc này. Rất là hot luôn các chị yêu, bởi vì sao các chị yêu biết cái màu cam cháy này hot không? Màu cam cháy này mặc ở bên ngoài các chị yêu nhìn ấy. Cái này em đang mặc ở trên line các chị yêu nhìn không biết nó có bị sáng không. Chứ còn màu cam cháy này của em Nga nhá, màu cực kỳ đẹp luôn, mặc ở ngoài rất là sang và chị yêu nào cũng mặc đẹp cho em Nga. Mà mức giá của nó là bao nhiêu ạ? 259.000 cho em Nga. Hàng chính hãng của Mây Mây các chị yêu nhá. Áo này của em Nga là hàng Mây Mây, 43 cân đến 63 cân em chốt đơn ạ.
Mã là M10. M10 ạ. M10 ạ. Mã này là M17 nhỉ? M17 ạ. Chị Phan Hằng lấy cho em M6 rồi nhỉ? Chị Phan Hằng lấy M16 ạ. Phan Hằng M6 là mã gì đấy ạ? Chị Phan Hằng M6 dồn đơn cho chị nhé. Chị Phan Hằng ơi, M6 là giá áo của mã chiều nay à chị? M6 là cái mã gì chiều nay đấy ạ? Chị Phan Hằng ơi, chị lấy M16 hay là M6 ạ chị Phan Hằng? Em gì? Em xoay lưng lại ở đây. Em dịch mãi mới ra đây chị Hồng Vân ơi, em xoay lưng lại đây ạ. Em xoay lưng lại đây ạ. Quần đây các chị yêu nhá, đây. Em xoay lưng lại này. Các chị yêu nhìn kỹ dáng quần cho em Nga đây ạ. Quần này của em Nga thì không phải nghĩ luôn ạ. Quần là M13. Quần em đang mặc là M13 nhá. Áo em đang mặc là M17 hộ em. Áo này thì em chỉ còn ít thôi nên chị yêu nào lấy nhanh tay. Áo này em chốt cho các chị yêu với mức giá 259.000. Chị Phan Hằng M6 đồ đơn được thế nào? Chị Phan Hằng ơi, M6 hay M16 chị Phan Hằng ơi? M6 hay M16 ạ? Đồ nhà Nga mặc đẹp thích nhất là không đụng hàng. Em cảm ơn chị Phan Hằng. Đấy, khách nhà em Nga chuẩn luôn. Bởi vì sao? Em có nói với các chị yêu là em toàn tìm cho các chị yêu hàng độc, sang, lạ, không đụng hàng. Không sang, độc, lạ, không đụng hàng nó mới gọi là thích các chị yêu nha. Bởi vì nếu mà mua một cái gì đấy mà chị em mình đi đâu nhiều khi cũng hay gặp nhau thì đôi khi nó không có gì là thú vị. Nhưng mà khi mà mặc lên ý, các chị yêu nhá, có những cái đồ ấy, các chị yêu sẽ thấy nhá. Các chị yêu có khi mà mua mấy năm rồi của nhà em Nga. Bởi vì bản thân em có những cái đồ sản phẩm ấy, em mặc nhá, mấy năm rồi chứ tự dưng em lôi ra em mặc. Các nhà em cứ bảo ôi sao cái này xinh thế, cái này đẹp thế, cái này có không, cái này còn không, còn bán không. Em bảo cái này em mặc mấy năm rồi. Thật sự các chị bảo ôi vẫn đẹp, vẫn sang, vẫn độc thế này á. Bảo đúng rồi ạ, vì hàng này của em Nga nó là hàng độc ngay từ đầu rồi. Nên là cực kỳ thích luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn nhá. Dụ như cái quần này của em Nga không phải ở đâu cũng có đâu, em khẳng định luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn, mức giá thì bao nhiêu rồi? 580.000. Đấy ạ, hàng cao cấp nhá, jean cao cấp mã M13. Chị Ngọc B M15 màu rêu, chị ở chế độ dự phòng rồi chị Ngọc B ơi. M15 bây giờ em chỉ còn size M thôi ạ. Chị Phan Hằng M16 790.000, ok ạ. Chị Phan Hằng là lấy M16 790 ạ, ok ạ. Chị Phan Hằng lấy một áo M16 790.000 cho chị Phan Hằng, ok. Rồi, áo em đang mặc có mấy màu? Áo em đang mặc ạ, áo em đang mặc này. Em có màu cam là một này. Áo em đang mặc em dơ nhá. Em có màu cam, em có 4 màu cho áo em đang mặc thôi ạ. Em dơ luôn áo em đang mặc này. Áo em đang mặc em có 4 màu. Hết rồi ạ, à. M15 hết màu rêu CM rồi. Em chỉ còn đen thôi, nhưng mà đen không biết còn mờ không. M15 em chỉ còn đen thôi ạ. Đây ạ, áo em đang mặc nó là hàng chính hãng của Mây Mây như thế này. Các chị em nhìn cho em Nga nhá, áo em đang mặc hàng chính hãng của Mây Mây. Em chỉ còn màu thứ nhất này, là màu em đang mặc là màu cam cháy. Màu thứ hai là màu be. Màu thứ ba là màu trắng. Màu thứ tư là màu xanh. Hết ạ, à. Em có 4 màu cho áo này. Áo này em có 4 màu, nếu chị yêu nào muốn hỏi màu thì em dơ 4 màu đấy ạ. Áo này em có đúng 4 màu nha các chị yêu nhá. Một là nâu, hai là cam, ba là trắng, bốn là xanh. Hôm trước hình như xanh dương em hết rồi. Áo này hình như hôm trước xanh dương em không nhớ còn không. Đấy ạ, xanh dương hôm trước em lên rồi nên em sợ hết hàng rồi. Đấy ạ, còn áo em đang mặc có 4 màu. Chị yêu nào đấy, áo em đang mặc 259.000 thì chốt đơn. 259 á, 259.000 nhá, bông tơ ghi, hàng chính hãng của Mây Mây. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Rồi bây giờ em qua mã áo em đang mặc, chị yêu nào lấy cứ chốt đơn ạ. Em có ít nên là em sẽ lên nhanh. Chị yêu nào lấy áo em đang mặc thì chụp ảnh nhá. Chụp ảnh cho em nha. Giá thì siêu yêu rồi, 259. Áo em đang mặc có giá là 259.000. Em qua mã áo em đang mặc nha. Lên tiếp theo cho em nha, mã tiếp theo. Nhung đâu nhỉ? Cho em xin bộ nhung 620 cái. Đây. Cho em xin bộ nhung này. Em lên nhanh lại bộ nhung nha. Đấy đúng rồi. Cho em xin lên nhanh lại bộ nhung này nhá. Nhưng mà em chỉ chốt size cho các chị yêu nào size L, size XL, size 2XL thôi. Xin phép là em chỉ chốt bộ nhung này cho các chị yêu nào có size L. Có nghĩa là từ 55 cân cho đến 70 cân em chốt đơn. Chị yêu nào dưới 55 cân xin phép em không chốt, trừ khi các chị yêu hay mặc rộng thoải mái em chốt đơn. Bởi vì cái này size M em hết hàng các chị yêu nhá. Và em chỉ chốt được cho các chị yêu khoảng tầm mỗi size khoảng tầm từ 5 đến 6 set thôi là hết nhá các chị yêu nhá. Không có nhiều ạ. Nên em xin phép được mặc nhanh bộ nhung các chị yêu nhá. Lên tiếp theo cho em Nga mã M18. Áo em đang mặc chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ, rồi. Áo em đang mặc chị yêu nào lấy chốt đơn. Dồn đơn cùng bộ lé xanh size M nhé. Ok chị Phan Hằng.
Ok chị Phan Hằng, em dồn áo size M và bộ màu xanh size M cho chị yêu. Bây giờ em qua mã em đang mặc ra lên nhanh một nhung này. Em đôi giày mới nhường này phải thắt không? Bộ nhung này chị yêu nào lấy thì nhanh tay này. Cái bộ này là em đang mặc size M của khách ấy. Vì bộ này em hết M rồi. Em đang mặc bộ này size M của khách bởi vì em mặc lên tặng cho các chị yêu thôi. Bộ này của em Nga thì nó là hàng VIP rồi. Chị yêu nào mà không dinh thì đây ạ. Các chị yêu nào mà không xem được bộ nhung này hôm qua nha. Đây. Các chị yêu mua nhanh này không hết, em nói thật sự luôn. Bộ này á, nói chung là vì tắc biên cho nên chờ bộ này là khá lâu nữa. Cho nên là khi nào em về hàng thì em sẽ nên like đầu like cho các chị yêu. Chứ còn bây giờ thì em sẽ... đây ạ, đây các chị yêu nha. Phan Hằng hỏi bộ thể thao nẻ xanh giá bao nhiêu? Bộ thể thao này xanh là giá là 599.000 chị Phan Hằng ạ. 599 nhá, bộ thể thao này xanh là 599.000. Chị yêu nào yêu thích bộ nhung này nhá thì chốt đơn cho em Nga từ L, XL, 2XL. Cái size M này là em đang mượn của khách đấy ạ. Em hết hàng size M rồi, khách nhà em Nga hôm qua em mặc các chị chốt hết rồi. Không còn nữa các chị yêu nha. Đấy ạ, em tại vì là nó còn size gì em chốt luôn cho các chị yêu này. Bộ này cho em Nga. Em ơi chúc em lành gửi mẫu quần đen qua cho chị xem đi em. Mẫu quần gì ạ chị Hồng Vân? Chị Hồng Vân ơi, chị đang hỏi em mẫu quần gì ạ? Trời ơi, chị bảo em rảnh hỏi mẫu quần mà em không biết là mẫu quần gì. M17 hôm nọ mình hỏi 63 cân vừa, không vừa mà. Chị Thanh Hương đang hỏi cái gì nhỉ? Chị Thanh Hương ơi, chị Thanh Hương hỏi em mã M17 là cái gì nhỉ? Thanh Hương ơi, vừa hỏi em mã M17 hôm qua mình hỏi 63 cân, không vừa mà. Chị Thanh Hương ơi, áo gì ạ? 63 cân nhưng chị cao bao nhiêu ạ chị Thanh Hương ơi? 63 cân cao bao nhiêu ạ? Đây ạ. Cho em một nước rồi. Em lên nhanh bộ này nhá các chị yêu nha. Rồi em xin phép lên nhanh. Thật ra bộ này em không có số lượng. Em không có số lượng, khách nhà em chốt hết rồi. Thành ra là em không dám lên đầu like. Nhưng mà nhiều chị yêu hỏi em lại bộ nhung thì em mặc 5 phút thôi các chị yêu nhá. Giới thiệu đúng 5 phút ạ. Em xin phép được giới thiệu bộ này nặng đúng 5 phút thôi. Bộ nhung. Nhung này của em Nga các chị yêu lên hôm nay cho em Nga thành mã M18 giúp em Nga. Bộ nhung này của em Nga thì các chị yêu lên hôm nay xin phép lên cho em Nga thành mã M18 các chị yêu nhé. Số lượng không nhiều, em còn khoảng tầm hơn chục bộ cho size L, XL, 2XL. Đấy em nói luôn là em chỉ còn khoảng hơn chục bộ thôi. Đấy ạ, L, XL, 2XL. Ngày hôm qua em lên thì nó còn đủ size M, L, XL, 2XL. Bản thân em đang mặc là size M. Đấy ạ, size M này thì hiện tại em đang hết hàng. Bộ nhung này thì nó là VIP đỉnh luôn rồi. Nói chung chị yêu nào mà đã mặc hàng bộ nhung, hàng siêu cao cấp này của nhà em Nga các chị yêu biết rồi. Đấy, nó rất là đẹp, cực kỳ sang. Toàn bộ họa tiết này của em Nga là đính đá các chị yêu nhá. Đính đá thêu nổi bản chữ H này. Rất là đẹp, cực kỳ mê như thế này. Gấu của nó là tay của nó này, bo chun nhá các chị yêu nhá, siêu dễ mặc. Nhung này của em Nga nó là nhung tuyết cho nên là không bao giờ các chị yêu no nó bị bạc. Nó không bị bạc. Khi mà các chị yêu mặc nhung nhà em Nga, bởi vì khách nhà em Nga mặc bao nhiêu năm rồi, khách nhà em Nga biết. Và các chị yêu biết rồi, mặc nhung ấy nó là dòng, mặc nhung là dòng ngày xưa đúng không ạ, là những cái nơi mà những, nói chung là nhà giàu mới có những hay mới hay mặc nhung, vì mặc nhung nó rất là sang. Nói thật đến thời điểm bây giờ khi các chị yêu nào mặc nhung, các chị yêu vẫn thấy á, mặc nó rất là sang luôn. Nói đến nhung là cực kỳ sang, nó là sang VIP đỉnh luôn các chị yêu nhá. Nên những chị yêu nào mà thích những cái dòng sang ấy mà đậm lạ, và đặc biệt cái nhung này của em Nga này, các chị yêu mặc cho em ngồi cho em thoải mái cũng không bao giờ nó bị bạc màu quần. Đấy là cái điều mà em khẳng định luôn, em bao cho các chị yêu luôn. Mặc cho em rất là đẹp luôn. Và nhung này của em Nga nó có co giãn các chị yêu nhé. Chất liệu bên trong nghe em Nga này, mặc không bao giờ cực kỳ thoải mái. Các chị yêu nhìn cho em bên trong này, mịn nhá các chị yêu nha. Bên ngoài đấy ạ, chất liệu bên trong của nó này, bên trong của nó là cái kiểu dạng như kiểu cốt tông các chị ạ. Đấy ạ, bên ngoài của em Nga là tuyết nhung. Đấy ạ,
rất là đẹp, cực kỳ sang xịn, và toàn bộ cái này là đá. Và hôm trước em có đăng cái mẫu này của em Nga lên này, trong bằng đấy mẫu thì mẫu này là mẫu nhung đắt nhất, tức là giá của nó. Các chị yêu thường họ hôm trước có những chị yêu hỏi em là Nga ơi giá bộ nhung là bao nhiêu, thì em nói luôn có những mã bộ nhung của em Nga, em hôm trước em đăng 4 mẫu thì 3 mẫu có giá là 600.000, riêng mẫu này của em Nga có giá là 620.000 đấy ạ. Em báo giá luôn nhé, 3 mẫu có kia của em Nga các chị yêu có thể xem trang fanpage để đặt hàng, bởi vì có những mẫu em chưa like nhưng mà nó cũng không còn hàng đâu, nó cũng chỉ còn 1-2 bộ size M thôi. Nếu cần tí nữa em nên cho các chị yêu bộ đấy cổ V đấy ạ, để cho các chị yêu dinh. Nhưng mà các chị yêu nào mà thích cái bộ em đang mặc ở đây thì riêng mẫu này có giá là 620.000. Chị yêu nào lấy chốt đơn cho em Nga là mã M18 hộ em nhé. Em còn L, XL, 2XL thôi ạ. M18 em chốt được size L, XL, 2XL. Còn size M các chị yêu chờ, chờ khi nào hàng về thì em sẽ lên ạ. Còn em không tặng hàng. 620.000. Mã bộ nhung này là M. Bộ này của em Nga là 620.000 ạ. M18. M19 ạ. À M18 620.000 ạ. Chị Thanh Hương là M17 cam cháy, ban nãy bao nhiêu? 259 ạ. Bộ chị Đức Duy ơi, 70 cân thì mặc cao bao nhiêu chị Đức Duy? À, chị Thanh Hương cao 1m60 nặng 63 cân mặc được cho em áo M17 nha chị Thanh Hương nha. Chị Hà Nội Thu Thủy 57 cân mặc M18 này chuẩn cho em size L rồi ạ. Chị Hà Nội Thu Thủy chuẩn cho em bộ này size L rồi. Những chị yêu nào mà hôm qua chốt bộ này rồi thì hôm nay đừng comment lại nhá, trừ khi là các chị yêu khách mới mà nhà em gọi điện chưa được thì các chị yêu báo lại bên em gọi điện. Đấy ạ, để em chốt, chứ còn những chị yêu nào hôm qua đã chốt rồi là nhà em chốt hết rồi nhá. Đấy ạ, lưu ý cho em Nga, bộ này cho em Nga là M18 ạ. Mức giá cho em 620.000 hộ em. Bao chất toàn quốc luôn các chị yêu nhá, riêng dòng giá thì em Nga thích em bao giá luôn. Bộ này của em Nga có mức giá là 620 ạ. 620.000 thôi các chị yêu nha, 620. Chị Đức Duy, chị Đức Duy cao 1m55 mà nặng 70 cân này. Nếu cao 1m55 nặng 70 cân em sợ hơi ôm chị yêu ạ. Hơi ôm mất rồi. Nếu mà chị người chị gọn, chị cân đối hoặc chị chắc người cơ. Tức là bình thường chị mặc những set bộ thể thao hàng cả hàng siêu cao cấp như em Nga chất liệu cốt tông ấy, mà chị mặc những bộ này của em Nga là size 2XL thì chị có thể mặc bộ nhung này size 2XL cho em Nga, bởi vì cái bộ này của em nhung nhưng nó có nhung có co giãn. Riêng nhung nhà em Nga nhá, nhung này của em Nga là nhung có co giãn. Chứ nó không phải là nhung kiểu các chị yêu cầm vào nó các chị yêu thấy nó đơ đơ đâu. Mặc cái này nhung này, các chị yêu nhìn này, nhung chẳng khác gì mặc như cốt tông, chỉ có điều chất liệu của nó bên ngoài là nhung thôi. Các chị yêu nhìn nhung cho em Nga này, mặc sướng hoặc co giãn như thế này cơ ạ. Đây ạ, nhung của em nó như thế này cơ ạ. Nhung của em Nga nó vít đỉnh, bởi vì nhung này ấy, em nhớ nhung này nếu mà hình như em nhớ năm như mà em bán là tầm 620.000 ấy, thì các chị yêu mua ở trên các cái ngoài shop ấy, nó rơi vào giá nhung nhá, giá nhung nó ở ngoài shop ấy, cái giá nhung ấy họ bán cao hơn so với lại chất liệu cốt tông đấy các chị ạ. Thứ gì như cái cốt tông các chị yêu có thể mua với giá là 750.000 đến 800.000 một bộ. Còn có nơi nào bán rẻ rẻ hơn ấy thì là bán tầm 720.000 một set, cái set bộ nhung nha. Đấy. Còn lại là em Nga bán cho các chị yêu là 599.000 chất liệu cốt tông đúng không? Còn set nhung này này, em bán cho các chị yêu ví dụ như là 600.000 hoặc 620.000 như bộ này thì ở ngoài shop ấy, chất liệu nhung ấy họ phải bán cho các chị yêu bộ này là 850.000. Còn nếu mà ai bán nai ấy, người ta cũng phải bán ít nhất cho các chị yêu phải là 750.000 bộ này. Đấy á. Em không hiểu làm sao nhưng mà tại vì chất liệu nhung ấy nó là cái chất liệu nói chung nó rất là sang. Và cái set bộ này thì nó quá độc lạ luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn nhé, em đứng gần cho các chị yêu này. HL Thu Thủy là 57 cân yêu 78. 57 cân size L ạ. Chuẩn size L cho chị HL Thu Thủy ạ. Chị HL Thu Thủy lấy thì báo này em nha. Chị đã gửi với chị cũ rồi. Ok ạ. Đây ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn nhé, toàn bộ này, hàng cái họa tiết này là họa tiết Hermes các chị yêu nhá. Đẹp lắm luôn. Cái này đá này thoải mái quay máy giặt cho em nha. Set bộ nhung các chị yêu cứ quay máy giặt cho em nha. Đấy ạ, rất là đẹp luôn. Nên chị yêu nào lấy nhá. Đây dáng của nó này, đẹp không ạ? Em chỉ còn L, XL, 2XL. Em chốt được cho các chị yêu khoảng tầm 5-6 chị yêu thôi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhé. Mã là M18 rồi. Ok ạ, M18 giúp em nha. Chị Phan Hằng 51 cân không mặc được L đâu ạ. Chị Phạm Xuyến M18 2XL ok ạ. Chị Phạm Xuyến một bộ M18 size 2XL ok ạ. Chị Nguyễn Hoa em lấy bộ nhung cổ tim cao 1m50 nặng 53 cân. Chị Nguyễn Hoa ơi cổ tim, cổ tim hình như là còn đúng mã này này. Mã này em chưa lên thì còn size M thôi. Chị Nguyễn Hoa chứ còn nhung đẹp quá, em cảm ơn chị Phan Hằng. Chị Phan Hằng ơi, cái này chị mặc M thôi, chị không mặc được L đâu. Em đang mặc M đấy ạ. Em đang mặc áo này là set này sẽ M nhá. Để em xem cái set này này. Đây còn may ra còn đúng cái set này, còn size M của chị yêu thôi. Còn lại những cái khác em hết rồi đây này. Các chị yêu ơi, đây này nhung này, không còn đâu các chị yêu. Không còn ạ. À. Không còn.
Đây, set nhung này. May ra set nhung cổ V này em chưa lên thì em còn size M này. Tại vì ở đây em đang còn size M cái set nhung này. Đây ạ. Set nhung này thì em còn size M này. Vơ sạc, họa tiết hình vơ sạc nha. Họa tiết hình vơ sạc cho em nha. Đấy, còn đúng cái hình này này, còn size M vì hình này em chưa lên. Còn các chị yêu nào mà lấy nữa thì chờ nha các chị yêu nhé, chờ em có một số mã em chưa lên em sẽ lên cho các chị yêu. Quần nâng vòng 3. Chứ còn bộ này của em Nga thì em không còn size M nữa nên em không chốt được cho các chị yêu nào size M. Rất tiếc các chị yêu ạ. Đấy ạ. Chị yêu nào cứ lấy L, XL, 2XL thì chốt đơn cho em Nga. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment cho em đúng cú pháp là M 15 em chốt đơn. Bao đẹp, bao sang, bao xịn cho các chị yêu luôn rồi. Rồi em lên cho các chị yêu một mã này. M16. Hả? Chị Lợi Nguyễn M16 là áo 790 à? 790. Chị Lợi Nguyễn ấy M16 là áo 790 đúng không chị Lợi Nguyễn ơi? Chị Lợi Nguyễn ấy M16 là áo 790 đúng không chị Lợi Nguyễn? Áo du lô đúng không chị Lợi Nguyễn ơi? Cái này cắm cắm sạc chị ạ. Chị Lợi Nguyễn ơi, chị có phải lấy áo M19 là áo du lô không ạ? À M16 có phải là áo du lô không ạ? 790 không ạ? Chị Thanh Hương gửi cho mình M17 màu cam cháy cùng với áo gió màu rêu buổi sáng nhé. Ok chị Thanh Hương ạ. Ok chị Thanh Hương. À, dồn áo M16. Chị Lợi Nguyễn M16 size M. Ok chị Lợi Nguyễn M16 size M ở chế độ dự phòng giúp em Nga nhé. Chị Lợi Nguyễn M16 size M. Gửi ở chế độ dự phòng của em ạ. Em lấy bộ nhung cổ tim cao 1m50 nặng 53 cân. Bộ cổ tim hôm qua em lên cũng hết size M rồi chị yêu nha. Chị Nguyễn Hoa ơi ạ. Hôm qua 4 bộ em lên, 4 set em lên đều cháy. Em không hiểu làm sao luôn, đều cháy. Bộ cam hết M ạ. À. Bộ nhung này em hết M ạ. À. Bộ nhung à, bộ mã M3 em hết à, M2 em cũng hết M ạ. À. Tức là mã M1 ấy em lên màu cam và màu xanh thì còn màu xanh em còn khoảng mấy bộ size M. Còn lại mã M2 chất liệu của nó là cốt tông ạ, cũng em cũng hết size M. Bộ em đang mặc này là mã tiếp theo là M3 thì phải, em nhớ một lần M3 thì phải. Cũng hết size M. Bộ M4 cổ V em cũng hết size M. Đấy ạ, em chỉ biết là cắt mà em không phải size M là em về ít đâu, size M em về nhiều. Nhưng không hiểu làm sao mà toàn hết size M đầu tiên. Đấy ạ, tất cả các mã ngày hôm qua trừ có mẫu màu cổ xanh là em còn khoảng tầm 3-4 bộ hay là 2-3 bộ gì đấy size M thôi. Là em còn size M nhá, còn lại là toàn bộ em chỉ còn từ L, XL, 2XL. Có mã thì em hết size L. Đấy ạ, cho lên các chị yêu đọc đấy quá là vui lòng chụp ảnh màn hình hộ em cái set ngày hôm qua. Em có nói với các chị yêu là hôm qua nên là kiểu gì cũng cháy hàng sau live mà. Nên các chị yêu là, các chị yêu là mà không chốt được trên live hôm qua rất tiếc luôn. Chị Tuyến Bùi ơi, bộ này em còn không còn L hết. Chị, em đang mặc size L nhé. Chị Nguyễn Mến, một bộ em đang mặc size L cho chị Nguyễn Mến, em chốt đơn này. Ok, em qua mã này nhá các chị yêu. Rồi em qua mã này nhá. Em qua mã này ạ. Xin phép qua bộ nhung nhá, của bộ nhung em chỉ còn L, XL, 2XL. Em chốt thêm cho chị Nguyễn Miến một bộ size L nữa này. Chị yêu nào lấy L thì nhanh tay. Bộ này size L em nhớ em chỉ còn 2-3 set size L thôi. Nên chị yêu nào lấy size L bộ nhung này thì nhanh tay nha. Đấy ạ, riêng bộ nhung 620.000 này của em Nga, mã hôm nay là M18. Mã hôm qua em nhớ không lầm nó là mã M3. Thì hôm nay chị yêu nào lấy thì nên cho em Nga thành M18. Đấy ạ, còn M3 thì ngày hôm qua, hôm nay là M18 nhá. Em còn khoảng tầm 3 bộ size L nữa là hết. Nên chị yêu nào lấy size L thì nhanh tay. Còn size XL và size 2XL thì em còn khoảng tầm 4-5 bộ. Đấy ạ, là hết cái mã bộ này. Nên chị yêu nào lấy M18 thì nhanh tay. Bây giờ qua mã này luôn nhé các chị yêu. Đấy ạ, khi nào em có nhiều em mới dám lên. Cái mã này không có nhiều, không dám lên. Đấy ạ, lên ẩn trong live rồi mà nó cũng còn hết hàng nhanh. Chị Nhân Hoàng M18, 55 cân. 55 cân chị Nhân Hoàng ơi, chị cao bao nhiêu ạ? Nếu mà 55 cân mà chị cao 1m55 mặc thoải mái cho em Nga thì có thể lấy N ạ. Nếu như mà chị mặc thoải mái nhá, và người chị có bụng mà chị mặc thoải mái cho em Nga, thường xếp bộ thể thao chị hay mặc L thì chị lấy cho em bộ này size L là ok nhá. Rồi em qua cái mã em đang mặc bởi vì hết hàng rồi. À hết size rồi ạ. Bây giờ em sẽ lên mã tiếp theo. Lên cho các chị yêu một mã tiếp theo. Các chị yêu ơi, em lên set nhá. Ở đây em set này trong Nam ngoài Bắc các chị yêu mặc được. Set này em còn vài set nữa thôi. Set này thì siêu đỉnh luôn rồi. Set này thật sự, set này đây. Set này em còn đúng bằng này set nữa là hết. Ôi em mù cái set này mà nó không có hàng. Set này chị yêu nào lấy này, dáng tay gọi là dáng tay tay ấy nhá, đổi đang lên set bộ thể thao còn vài set lên lốt luôn. Ôi mỗi cái nó còn có lung tung. Ôi set này ship rất đỉnh luôn. Set này em chỉ còn size như sau. À, set
set này em mặc đi, em mặc cái set này nhá các chị yêu. Có 1M, 1L, set này, set này đẹp lắm. Set này đẹp lắm, nhưng hôm nay em chỉ còn khoảng tầm 2, 4, 6, 7 bộ. Tầm 7 bộ em mặc luôn. Set này chị yêu nào mà không dinh quá phí này. Set này bao nhiêu chị yêu dinh được nhà em set này. Em nên được đúng một like. Các chị yêu nhỉ, các chị yêu set này nên được đúng một like. Lên được một like là một like là về các màu, còn về sau là nên được đúng một like cái màu này. Không lên được một chút xíu nào luôn, không có hàng các chị yêu ạ, cháy luôn hàng. Nên là hôm nay em còn vài bộ nhá, em lên nốt này. Còn vài bộ lên nốt ạ. Còn khoảng tầm 2-3 bộ size L và 3-4 bộ size XL, 2XL thôi. Nên em xin phép qua bộ nhung ạ. Set này của em Nga mặc siêu sướng. Trong Nam ngoài Bắc đều mặc được cho em Nga. Cái set này em phải nói là độc, sang, lạ, không đụng hàng. Em còn duy nhất 1M, 1L. Ôi, set này siêu đỉnh, em đang mặc M nhá. Các chị yêu lên cho em Nga này. Chị Nguyễn Mến, bộ M2 hôm qua còn không em? M2 hôm qua em chỉ còn L, XL, 2XL thôi chị Nguyễn Mến ạ. M2 hôm qua em còn chị Nguyễn Mến nhá. Còn sai chị đấy chị Nguyễn Mến ạ. Bộ M2, bộ cốt tông hôm qua nhở? Bộ cốt tông hôm qua em còn đấy chị Nguyễn Mến ạ. Em còn sai chị đấy. Bộ M2 hôm qua em còn tiết đứt luật bộ nhung. Chị dự phòng bộ này nhé. Ok chị Phan Hằng. Ok chị Phan Hằng dự phòng bộ nhung ạ. Ok chị Phan Hằng bộ nhung. Em ơi còn bộ gió Adidas màu đen không? À bộ gió hàng của hàng có phải là hàng đặt riêng của hàng DBA hay là hàng GR à hàng GR City không nhỉ chị yêu nhỉ? Bộ gió ấy ạ. Chị Nguyễn Mến cho chị cái bộ hôm qua size L nữa chị em ơi. Cái bộ hôm qua ok ạ, bộ M2 hôm qua size L cho chị Nguyễn Mến nữa ok ạ. À, M17 màu cam màu cam cho chị Linh Nhật ok. M17 màu cam size 259.000 cho chị Linh Nhật. Ok ạ. Ok ạ. Rồi ạ. Bộ em mặc bao nhiêu tiền hả em? Đây, bộ em đang mặc đây ạ. Bộ này em đang mặc nhá. Hôm nay em còn vài bộ. Nên là em sẽ lên cho các chị yêu mức giá này. Lưu ý cho em Nga nhá. Bộ này các chị yêu biết rồi. Bộ này của em Nga là hàng đặt riêng. Bộ này của em Nga là hàng đặt riêng nhá. Hàng đặt riêng giống với cái bộ mà các chị yêu hay mua của nhà CNT và GR ấy. Các chị yêu hay mua của nhà CNT và GR thì đây chính là dòng đặt riêng của cái nhà đấy. Cho nên là cái dòng này nó không giống như trên thị trường. Chất của nó trong Nam ngoài Bắc mọi miền đều mặc được cho em Nga. Và bộ này thì mặc siêu sướng luôn. Bộ này của em Nga thì siêu hot rồi. Em đang mặc bộ này là size M này. Em đang mặc bộ này là size M nhá. Các chị yêu nhá. Chị yêu nào mà khoảng tầm 54-55 cân cho đến khoảng tầm 58-59 cân mặc M cho em Nga. 60 từ 59 đến 64 cân chốt đơn cho em bộ này size L. Em có mỗi một M, một L cho màu nâu này. Bộ này em còn vài bộ nên hôm nay em sẽ lên cho em lên mức giá nhá các chị yêu nhá. Em còn 1M, 1L cho màu em đang mặc. Màu này em còn đúng duy nhất một bộ size M. Mẫu này em chỉ còn ML, không có bộ nào size S, hết sạch hết S ạ. Bộ này size S hết sạch. Bởi vì những cái hàng thiết kế đặc riêng này của nhà em Nga này, thì những cái khách mà các chị yêu bình thường không mua được hàng cao cấp nhà em Nga. Không mua được hàng cao cấp là một, không mua được hàng siêu cấp là hai chẳng hạn. Thì các chị ý người nhỏ mà, những chị yêu nào 40 cân ý, 40 cân ý, hoặc là 43 cân ý, là các chị nỡ sai ý, là các chị không mua được những cái dòng kia. Nên là khi mà những cái dòng này em về, vì dòng này của em Nga là hàng đặt riêng, cho nên là những chị yêu đấy mới mua được, cho nên nhà em cháy luôn size S. Không còn màu nào có size S cả. Em chỉ còn size M và size L. Cho chị yêu nào 64 cân đổ về em chốt đơn. Màu này em đang cầm nhá, duy nhất một bộ màu này size M. Màu này em gọi nó là màu be nhá, be pha đen. Duy nhất một bộ size M. Em đang mặc là 1M, 1L. Đấy á. Màu tiếp theo màu đen. Màu đen em có duy nhất 1M, 1L. Màu đen có duy nhất 1M, 1L. Màu đen có duy nhất 1M, 1L cho em Nga nó này. Đây là màu đen, đen pha trắng duy nhất 1M, 1L. Màu xanh. Màu xanh này thì màu xanh này siêu hot luôn. Màu xanh này của nhà em Nga thì em phải nói là không biết bao nhiêu. Nói chung là màu em đang mặc vào màu này. Đẹp ngất ngây luôn. Không biết bao nhiêu luôn. Đấy ạ, các chị yêu nào có bao nhiêu chị yêu đã nhận được bộ này và mặc mấy màu rồi ạ? Đây.
nó có chất không ạ? Có đụng hàng không các chị yêu? Bộ này các chị yêu có thấy đụng hàng không ạ? Chắc đụng hàng cái gì đúng không ạ? Đây ạ, các chị yêu nhìn cái chất cho em Nga này, mặc siêu mát cho em Nga nha. Em đang mặc là size M đấy ạ. Màu xanh này rất là đẹp nha các chị yêu nha. Em có 1M và 2L cho màu xanh này. Bộ này lên đơn cho em Nga là M19 hộ em. M19 chị Võ Huyền My. Có bộ thể thao áo khoác kéo khóa quần không bo gấu. Mẫu mới về không có chị Võ Huyền My ạ. Em có nhá, có ạ. Mẫu mới về có nhiều chị Võ Huyền My ạ. Có ạ, có nhiều đấy ạ. Em chưa lên thôi. Có ạ. Em mai em up ảnh nhá. Mai em up ảnh, em up ảnh cho các chị yêu theo album nhá. Series về các set bộ thể thao kéo khóa được không ạ? Mẫu mới về. Bởi vì có nhiều mẫu em không like được nên là em sẽ up series cho các chị yêu. Những cái mẫu cổ tròn, mẫu cổ V nhá. Đấy ạ, những set gì em về em up. Bởi vì nhà em Nga nó là thiên đường set bộ thể thao mà em nhiều bộ thể thao lắm. Nhưng mà mỗi tội là em không lên được thôi. Em là thiên đường xếp bộ thể thao. Các chị yêu em phải dùng cái từ đấy. Bởi vì em có rất nhiều. Có thể là em không có được hết tất cả các mẫu thôi. Nhưng em khẳng định là nếu như nói về xếp bộ thể thao không có đâu nhiều như em Nga luôn. Đấy ạ, đa dạng mẫu mã. Có áo len tay nỡ màu hồng xanh lá không? Màu hồng xanh lá chiều nay em like chị Hiền Nguyễn, chị Hiền Nguyên. Đồ shop Nga độc đẹp nhất. Ok chị yêu. Rồi ạ, chị yêu nào lấy set này hôm nay lên đơn cho em set này này. Hôm nay em tặng cho các chị yêu set này nhá, 499.000 cho em nha. Em còn bằng đấy set ạ. Lên đơn cho em Nga mức giá. Giá này em sell nốt cho các chị yêu nhá. Đấy là em tặng nốt đấy, chứ không phải nói đâu. Em còn có mấy set thôi, em lên nốt cho các chị yêu 499.000. Chị yêu nào lấy set này của em Nga chốt đơn 499 á. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền đều chốt đơn được cho em Nga. Áo này là tay nỡ. Xét bộ tay nỡ hơi hiếm luôn ạ, 499.000. Giày em đang đi là 620.000 Trương Thế nhá. Giày em đang đi là 620 ạ. Bộ em đang mặc có giá là 499.000. Em còn màu nâu 1M 1L. Bộ này thì siêu hot rồi ạ, 499.000. 499.000. Chị yêu nào nhanh tay thì được ạ, 499.000 ạ. Mà chị Hiền Nguyễn là cho mình đặt một cái áo len hồng xanh lá nhé. Có phải áo mà 219.000 không ạ? Em ơi cho chị nhìn cái áo kia đúng không? Có phải áo này? Rơi mấy cho chị áo kia. Đây ạ, chờ em chút xíu chị Hiền. Chị Hiền Nguyên ơi, có phải chị lấy áo này không ạ? M19 của em ngang giá ngày hôm nay 499.000 cho 7 bộ cuối cùng. 499.000 ạ. Đây đúng không chị yêu? Màu nâu cho chị Nguyễn Mến này. Ok ạ, em đang mặc mờ nhá. Chị Nguyễn Mến một bộ màu nâu hết nâu luôn ạ. 499.000. Ok chị yêu, một bộ màu nâu cho chị Nguyễn Mến là hết này. Đấy ạ, ok. Màu hết nờ ạ. 1m54, nặng 57 cân. Ok. À chị, thế thì chị mặc cho em bộ này size M em đang mặc thôi chị Hiền Mến ạ. Chị Nguyễn Mến ơi, chị mặc em đang mặc size M thôi. Bộ này dòng của em Nga là dòng đặt riêng. Em lấy cho chị chuyển xuống thành size M nhá. Thế thì lấy cho chị size M chị mặc. Chị Nguyễn Mến ơi, chị 57 cân mặc bộ em đang mặc size M thôi ạ. Bộ này của em Nga nó thiết kế giống như set bộ siêu cấp. Chị nào cân nãy hỏi em, bộ em đang mặc là chất liệu cốt tông nhá chị yêu nhá. Cái bộ này cốt tông của em Nga là trong lam mặc đẹp, mặc mát lắm các chị yêu, mặc như điều hòa ấy ạ. Bộ này các chị yêu mặc này, xuân này, thu này, hè cho em Nga. Bộ này mặc được 3 mùa, xuân, thu, hè. Đấy, mùa đông thì mặc, các chị yêu thích thì mặc cái quần này mặc ngủ cho em Nga cũng được. Bộ này của em Nga chất là cốt tông chị yêu ạ. Cốt tông nhưng mà đây ạ, cốt tông của nó là cốt tông này này. Cốt tông nhá, mỏng mịn mát. Cốt tông này của em Nga là cốt tông, em nói thật sự là em không biết nhưng mà sờ của nó siêu sướng luôn, chất rất là đẹp luôn chị đi đẹp. Bộ em mặc thích lắm luôn. Em còn duy nhất một bộ size L màu em đang mặc đấy ạ, bộ nhung size L cho chị Lợi Nguyễn M18 ok ạ. M19 size L màu nâu cho chị Nguyễn Vân là ok hết ạ. Màu nâu 53 cân chị Nguyễn Huệ ơi, không còn ạ. Bây giờ em sẽ mặc sang màu ấy nhá. Em chốt cho chị Nguyễn Mến là lấy xanh size M. Ok, chị Nguyễn Mến là size M, chị Nguyễn Vân là màu nâu size L, ok ạ. Vậy là em hết màu nâu nhá, bây giờ em sẽ mặc sang màu xanh này. 499.000, chỉ có hai bộ này nhà em mặc đẹp, chất vải mềm, mượt thích lắm. Cảm ơn feedback vô cùng tuyệt vời của chị Oanh Đăng. Giày em đang đi hình như có size 35 nhỉ? Giày em đang đi có size 35 đấy chị Phan Hằng ạ. Giày em đang đi có size 35 nhá. Chị Lợi Nguyễn là một bộ nhung size L, ok ạ. Chị Lợi Nguyễn là mặc nhung size L đúng không? Ok, em dồn đơn cho chị Nguyễn Mến. Rồi ạ. À, các chị yêu nha, cái set này em đang mặc em sẽ mặc sang màu xanh. Lâu em hết nha, lâu em hết. Chị yêu là lấy nâu ở chế độ dự phòng á. Bộ này của nhà em Nga đấy, khách vừa bảo là chị có hai bộ này mặc siêu thích luôn. Chất này của em Nga là nó là dòng đặc riêng các chị yêu ạ.
Rồi em hết màu nâu nhá, chị yêu làm lấy nâu ở chế độ dự phòng hộ em mất rồi. Em hết lâu rồi ạ, bây giờ em mặc xanh này. Xanh này em còn 1M 2L. Xanh này siêu đẹp, các chị yêu dinh đi ạ. Mặc bộ này của em Nga là ngất ngây luôn. Không có chút gì bàn cãi luôn ạ, đẹp ngất ngây. Càng mặc càng mê cho em Nga, chất siêu sướng. Đấy, khách nhà em Nga đã mặc bộ này rồi, các chị biết. Màu nâu hết rồi, màu nâu có 2M thôi, một bộ là size L cho chị Hồng Vân. Chị dì Vân đấy. Một bộ là size L cho chị dì Vân đấy và một bộ là cho chị Nguyễn Mến. Chị Nguyễn Vân một bộ size L màu nâu và một chị Nguyễn Mến một bộ size M màu nâu là em hết rồi. Em hết màu nâu rồi, các chị có sang cho em màu này đi ạ. Sang cho em màu này đi ạ. Sang cho em màu này nhá, 499.000, em còn 1M và 2L. Em đang mặc là size M nhá. Đấy ạ, chị yêu nào khoảng tầm từ 54 cân. Tầm 54 cân cho đến 64 cân chốt đơn cho em bộ này. Bộ này em hết S ạ. Từ 54 cân cho đến 69 cân em chốt đơn. 54 cân cho đến 69 cân nha. Bộ em đang mặc từ 54 cân đến 64 cân em nhầm. Ok, chị Lợi Nguyễn em chốt rồi ạ. Chốt M18 CL, chị Lợi Nguyễn là M18 CL. Bộ em đang mặc chị yêu nào lấy chốt đơn này, màu xanh này rất là đẹp luôn. Xanh này xinh nhỉ. Xanh này của nhà em Nga, các chị yêu có biết không? Xanh này em nói thật sự luôn. À, chị nào vừa xong lấy cho em có vẻ áo màu xanh lá là áo này không ạ? À, chị nào nhỉ? Hiền Nghiêm. Chị Hiền Nghiêm ơi, vừa xong chị hỏi em cái áo màu xanh lá có phải mẫu này không ạ? À. Áo này là 219.000. Chị bảo là đúng rồi, áo nên màu xanh xinh đáng rồi. À đúng rồi, gì? Áo màu nen màu xanh lá này, nếu mà đúng chị Hiền Nghiêm ok lại hộ em nhá. Áo màu áo hồng xanh lá cổ lá cây này. Áo màu hồng cổ xanh lá cây này 219.000, nếu đúng mẫu này rồi thì chị ok lại giùm em. Mẫu này của em Nga lên là mã M1 ngày hôm nay nhỉ? Cái này là M1 ngày hôm nay đúng không? Cái này là M1 ngày hôm nay 219.000, áo em đang cầm tay là 219.000. Ok chị Hiền Nghiêm đúng rồi, ok chị yêu. Rồi ạ. Ok ạ. Rồi ạ, bộ em đang mặc tiếp theo nhá. Chị Nguyễn Vân ơi, chị Nguyễn Vân phải vui lòng chuyển khoản, em mới chốt được đơn bộ cho chị mất rồi. Chị Nguyễn Vân ơi, rất tiếc là vui lòng chuyển khoản em mới chốt được đơn nha. Bộ đang mặc size L, bộ đang mặc size L cho chị dâu tây, ok ạ. À. Size L màu xanh đúng chị dâu tây nhỉ? Bộ em đang mặc là màu xanh luôn đúng không ạ? Thế thì em chốt, thế thì chốt size L cho chị nào ở phía sau đi. Chị màu nâu vừa rồi em còn size L, chị yêu nào lấy màu nâu size L thì báo em nhé. Màu xanh này em chốt màu xanh này cho chị dâu tây này. Chị dâu tây là lấy màu xanh em đang mặc đúng không ạ? Chị dâu tây chị lấy màu xanh em đang mặc đúng không ạ? Tại vì mấy bộ em đang mặc là em có 1M và 2L thôi. Hết rồi. Chị dâu tây có phải lấy bộ em đang mặc là màu xanh không ạ? Ghi hộ em màu với ạ. Mã này cho em Nga là M19 á. Chị dâu tây bộ size L. Chị Nguyễn Mến gửi chị số tài khoản, chị chuyển khoản nhé. Nhiều shipper nhiều ở đấy. Vâng, ok chị Nguyễn Mến ạ. Chị dâu tây lấy bộ size L là màu em đang mặc là xanh đúng không ạ? Tại vì màu nâu vừa rồi thì có chị Nguyễn Vân nhưng mà em phải yêu cầu chuyển khoản em mới chốt đơn nên là chị có thể chọn màu nâu hoặc màu xanh em đang mặc đều có size L của chị. Đấy ạ, nên là chị dâu tây lấy thì báo em nhé. Còn chị yêu nào vừa hỏi em cái bộ Adidas màu đen em còn nhá chị yêu nhá, bộ Adidas màu đen em còn, hàng siêu cấp ấy, hàng 1.050.000 thì phải ạ. Bộ Adidas mà màu đen 1.050.000 em còn nhá. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Còn bộ em đang mặc thì có mức giá là 499.000 thôi. Bộ này thì thích lắm. Bộ này thì không phải nghĩ luôn. Chị dâu tây có thấy đấy không? Khổ em, cái máy của em Nga nó không hiện luôn ấy. Nên là hoặc comment nó bị chậm. Bộ này em đang mặc tay nỡ này. Em nhỉ? Bộ này đẹp quá. Bộ này hôm nọ, em nói thật sự bộ này siêu đẹp luôn. Chị yêu nào mà hôm trước chưa dinh được này. Em còn sót đúng mấy bộ thôi. Đây ạ, đẹp quá, chất này. Chất siêu sướng luôn, trong Nam ngoài Bắc mọi miền đều mặc được cho em Nga. Bộ này các chị yêu mặc được 3 mùa nhá. Mùa đông thì các chị yêu mặc riêng cái quần này cho em Nga, mặc đi ngủ đi đâu cũng được cho em Nga. Chứ còn áo này các chị yêu mặc cả cái set này cho em Nga. Thu này, xuân này, hè đều mặc được. Trong Nam ngoài Bắc đều mặc được cho em cái chất này. Thích lắm luôn ạ. Ok chị dâu tây màu xanh. Ok chị Hương Trần màu xanh nữa này, 63 cân chị Hương Trần màu xanh nữa này. Ok. Chị Hương Trần màu xanh 63 cân ok ạ. 499.000 ngày hôm nay thôi. Bộ này của em Nga có 499.000 rồi ạ. Vậy là em còn duy nhất một màu xanh này size M nhá. Chị yêu nào lấy chốt đơn. Đấy ạ, ok chị dâu tây khách mới có cho số điện thoại rồi đấy ạ. Chị dâu tây cho em xin chiều cao cân nặng nữa nhá. Chị dâu tây khách mới cho em xin chiều cao cân nặng nữa ạ.
bộ này siêu đỉnh luôn, em khẳng định luôn, bộ này các chị yêu không đụng hàng luôn. Ở đâu ra được cái cách phối như thế này, bản màu như thế này ạ? À? Và các chị yêu ơi, cái mã bộ này các chị yêu mặc lên cho em siêu sướng luôn. Các chị yêu về sờ chất cho em nha. Trời ơi sờ á, nó sướng vô cùng luôn. Nó như kiểu là cái chất, em không biết là nó là cái chất cốt tông gì nha các chị yêu nhá. Chất cốt tông của nó siêu sướng luôn ấy, cầm mặc sờ sướng lắm. Đẹp tuyệt vời luôn cho em set này. Rồi chị yêu là lấy thì chốt đơn nhá. Bây giờ em sẽ mặc màu em đang mặc còn duy nhất một bộ size M. Màu nâu thì em còn size L. Chị yêu là lấy L thì chốt đơn. Chị Nguyên Vân mà lấy L thì phải vui lòng thỉnh thoảng em chốt đơn nha. Bây giờ em mặc màu đen. Màu đen em còn 1M, 1L nha. Bây giờ em mặc sang màu đen ạ. Xanh em đang mặc còn 1M. 499.000 cho em bộ em đang mặc thôi. Đẹp ngất ngây. Có bộ nào vải dày hơn tí không em? Có chị Trương Thị Hồng Mơ. Bộ vải dày có chị. Bộ vải Umi đúng không? Umi có chị Trương Thị Hồng Mơ. Chờ em chút xíu nhá. Bộ vải Umi chờ em chút xíu. Bộ này thật ra là em lên để cho một số các chị yêu là miền trong và ngoài Bắc này chị em mình mà hay mặc. À, những cái dòng như này là các chị mặc luôn. Đấy ạ, các chị hay thích mặc như này nên em còn ít em lên thôi. Đây, chờ chút xíu em sẽ lên bộ dày hơn này. Chờ chút xíu em sẽ lên bộ dày hơn nhé. Cho em màu đen này, màu đen có duy nhất 1M 1L thôi là hết ạ. Màu đen thì lại có duy nhất 1M 1L. Bộ này của em Nga đẹp lắm, bộ này của em Nga được trước em về được em về được có bao nhiêu đâu, em về được mỗi một like, về được có 100 chưa được 150 set bộ này là hết. Nên được đúng một like không có hàng. Em về được đúng khoảng tầm 150 set cái mẫu này này là hết. Đấy ạ, có được không có được nhiều đâu các chị yêu ạ. Đấy hàng cái hàng cao cấp mà hàng đặt riêng đấy, mà cái hàng này là giá mềm nhá, còn cái hàng mà hàng bộ mà hàng siêu cấp ấy, hàng thiết kế đặt riêng mà siêu cấp ấy thì nó chỉ được nếu mà đặt giỏi thì nó được vài chục bộ thôi chứ còn không được nhiều đâu. Cái hàng này đặt riêng nhưng mà giá của nó là em lên cho các chị yêu này, là giá mềm ấy. Là các chị yêu còn thấy là em còn về được đến gần 150 set chứ còn bình thường không có nhiều đâu các chị ạ. Làm gì có nhiều các chị. Đấy ạ. Không có nhiều đâu. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Đấy, bây giờ em chỉ còn có bằng này bộ thôi. Màu đen này. Màu đen em còn 1M 1L. Chị yêu nào lấy chốt đơn nhé. Em đang mặc M. Tay của nó là tay lỡ này. Trong Nam ngoài Bắc mọi miền Tổ quốc đều mặc đẹp. Bây giờ mà các chị yêu tìm bộ này cho em nào là cực kỳ hiếm. Tìm cho em bộ này là siêu hiếm luôn. Em ơi còn mấy bộ cổ VV kia kìa. Nga ơi. Em Nga ơi để cho chị áo len M1 màu xanh size L và chiếc quần quả bơ. Áo M1 màu xanh là cái mã áo M1 hôm nay đúng không chị Thúy Kiều? Màu xanh 219.000 đúng không ạ? À, ok chị dâu tây cao 1m60 nặng 58 cân. Ok ạ. À, ok chị dâu tây. À, chị dâu tây chị cao 1m60 nặng 58 cân, nếu như mà chị mặc cho em này, em đang mặc cái bộ này này. Nếu mà chị 58 cân chị có thể mặc bộ này cho em size M, còn trừ khi chị thích mặc rộng như em Nga thì chị mới lấy size L như em Nga đang mặc nhé. Đấy ạ. Tại vì em đang mặc bộ này này, em mặc bộ này size S được. Bộ này em mặc size S, all form, em mặc M thì nó thoải mái như thế này. Nếu như chị thích mặc thoải mái như em Nga đang mặc thì chị lấy L. Còn nếu như chị thích mặc all form người gọn, chị lấy M. Cái bộ này của em Nga chị dâu tây này, chị dâu tây mặc được M cũng được, mặc L cũng được. Đấy ạ. À, nếu mà thích mặc rộng thoải mái như em Nga mặc thì lấy N. Còn nếu mà thích mặc ôm và người một chút xíu thì lấy M. Đấy ạ, M18 là cái gì nhỉ? Em ơi đổi màu đen cho chị Hương Trần là đổi sang màu đen. Ok, có một L đen đổi sang cho chị Hương Trần. M18 là bộ nhung 620 cho chị Lợi Nguyễn em chốt rồi ạ. Màu đen em đổi sang size L cho chị yêu này. Ok, em đổi sang cho chị Hương Trần size L đen rồi ạ. Bộ này của em Nga là M19 các chị yêu nhá. Bộ này của em Nga là dòng thiết kế đặc riêng. Không có trên thị trường đâu. Bộ này thì bây giờ các chị yêu tìm mua là cực hiếm rồi. Em còn duy nhất một bộ màu đen xanh mờ.
thế ạ, em hết rồi nên là em sẽ qua nhá. Chị yêu nào xem lại like chụp ảnh màn hình của Winebox cho em nha. Em còn duy nhất một bộ màu đen này size M này, một bộ màu nâu size L vừa xong. Có chị yêu nào nếu mà không chuyển khoản thì em sẽ chốt đơn cho chị yêu nào inbox sau này. Đấy ạ, màu xanh thì em còn một bộ size L và màu xanh em còn một bộ size L. Và bây giờ bộ này là màu này em gọi là màu nâu rêu nhé. Bộ này màu này đẹp. Màu này là nâu rêu. Rồi, chốt cho chị Nguyễn Mến là size M rồi. À, chị không thích mặc chật đâu ạ. Thế chị thích mặc rộng như thế này à? Chị Nguyễn Mến là mặc đúng như này cho em Nga thôi, bởi vì mông em to. Chốt chị Nguyễn Mến size M thôi. Chị Nguyễn Mến 57 cân chỉ mặc M thôi. Mặc N nó rộng quá. Bởi vì là mông em nó to rồi đây này. Em mặc cái size M, mông của em Nga nó thoải mái như thế này rồi. Em mặc cái bộ này size M nó rộng lắm. Tại vì là cái em đang mặc là thoải mái rồi các chị yêu ạ. Nên chị Nguyễn Mến chỉ mặc M thôi ạ. À, chị Thúy Kiều, em gái ơi đồng ý để chị chuyển khoản đặt cọc. Ok chị Thúy Kiều ạ. Chị Thúy Kiều đang hỏi em là cái áo màu xanh có phải áo này không chị Thúy Kiều ơi? Áo M1 màu xanh 219.000 đây đúng không chị Thúy Kiều ơi? Chị Thúy Kiều ơi, cái quần quả bơ cho em, cái quần quả bơ, hộp quả bơ màu xanh đằng sau đây. Có phải đúng cái mẫu này không ạ? Nếu đúng mẫu này thì em giơ lại cho chị yêu. Đây ạ. Đây đúng không chị Thúy Kiều? Chị Thúy Kiều là lấy em một mờ áo xanh này và 219.000 và một quần hộp quả bơ này đúng không chị Thúy Kiều ơi? Đây ạ, có phải đúng quần hộp quả bơ là 369.000 đấy không ạ? Chị lấy hai cái sản phẩm này đúng không ạ? Mã M1 và M2 đúng không ạ? Nếu chị lấy đúng hai cái sản phẩm này M1 và M2 thì ok lại dùng em nhé. Đấy ạ. Tại vì các chị yêu chốt sau like em phải giơ like. Vì hôm nay là em mặc like rồi, bây giờ em mặc màu cuối cùng. Bộ em mặc siêu sướng. Ok chị Thúy Kiều. À, chị em lấy bộ nhung cổ tim size L. Chị Nguyễn Hoa bao nhiêu cân mà lấy cổ tim size L nhỉ? Chị Nguyễn Hoa là bao nhiêu cân ạ? Chị yêu nào bảo em là thích chất dày hơn một chút xíu ấy. Chất này là trong lang mặc được. Nói chung là chị em mình mặc được ngay và luôn. Chất này sướng lắm luôn ấy. Chất này em mặc 3 mùa em nói thật sự không bao giờ nối mốt. Cả chỉ có độc là độc thôi. Năm nay độc sang năm vẫn cứ độc cái mẫu này đi em Nga. Cái mẫu M19 em đang mặc ấy. Bộ 10 à, chiều cao cân nặng của chị ấy. 1m50 nặng 53 cân. Người đậm thì mặc được L được ạ. Chỉ người đậm thì mặc L được. Ok ạ. Người chị đậm thì em lấy cho chị size L ok ạ. Đây ạ. Đây các chị yêu nha. Cái bộ này của em Nga em còn màu này duy nhất size M. Duy nhất một màu này size M. Chất siêu sướng luôn ạ. Em mặc size M đấy các chị yêu nhá. Đẹp, sang xịn, thoải mái, dễ chịu cho em Nga. Bộ này không có một điểm gì để chê cho em Nga. Khẳng định với các chị yêu luôn. Bộ này của em Nga nhá, cái màu của nó đẹp cực. Cái bộ này này, nói thật sự là khi mà người ta gửi ảnh cho em Nga, em không ưng một tí xíu nào. Bởi vì sao? Cái màu của nó là cái màu kiểu nâu ấy. Em nhìn nó đầu tiên em tưởng nó là màu be be nhạt nhạt. Nhưng mà khi em nhận hàng về ấy, nó là màu kiểu hơi nâu rêu. Nó hơi có độ pha ánh rêu. Nó pha ánh rêu. Cho nên là mặc lên ấy, nó rất là gọn gàng, nó rất là xinh. Màu ở bên ngoài nó lại pha kiểu nâu hơi rêu, tức là be, kiểu be rêu các chị ạ. Nó không phải là nâu mà nó là be rêu. Thành ra là màu của nó là sẫm màu rất là đẹp. Nhưng tuy nhiên còn đúng một bộ size M thôi. Bộ em đang mặc là M19, duy nhất một bộ size M. Chị yêu nào đấy thì chốt đơn. Em mặc bộ nhung cổ tim chị xem ok ạ. M19 màu đen cho chị Oanh đăng. Ok, M19 màu đen size M cho chị Oanh đăng là hết ạ. Ok ạ. Ok chị Thúy Kiều ạ. Ok chị Thúy Kiều, áo một size còn quần thì có MLXL ạ. Ok ạ. Chị Thúy Kiều lấy quần đúng rồi cả bộ size L nhé. Ok ạ. Áo thì một size nhá, từ 43 cân cho đến 65 cân em chốt đơn, còn quần thì em có đủ size MLXL dưới 65 cân nên chốt quần size L cho chị Thúy Kiều. Áo thì một size ok ạ. Chị Vương Lý, chờ chút xíu em mặc bộ nhung cổ V đây ạ, bộ nhung.
bộ này có size lớn không em? Bộ này ạ, bộ này, mẫu này, bộ này em đang mặc còn đúng một bộ size M. Chúng anh đang là M19 màu đen, còn một bộ màu đen em vừa mặc ấy là hết rồi. Ok, chị anh đang một bộ màu đen 499.000. Bộ em đang mặc là 499.000, chị anh đang là size M. Vừa xong là size L là đổi cho chị gì rồi, còn lại màu đen size M còn một bộ duy nhất em chốt cho chị anh đang là hết size M. Ok ạ. Em còn bộ này là màu màu em đang mặc nhá. Chỉ bộ lấy size M chị Giang Đào, bộ em đang mặc size M nữa là hết này. Bộ này là bộ bộ rêu đúng không chị Giang Đào? Chị Giang Đào đang mặc lấy em bộ đang mặc là màu rêu đúng không ạ? Bộ này 499.000 cho chị Giang Đào nữa. Chị Giang Đào mà lấy bộ này ghi hộ em là màu rêu hộ em với ạ. Be rêu chị anh đang là màu đen. Đen là cái mã cái nãy em mặc. Đen là cái này. Đen này em vừa mặc đen đây này. Đen đen này em vừa mặc đen cơ. Đen em vừa mặc đây. Đây là đen, đen be, đen pha trắng, còn đây là của em Nga là đen pha be. Cái này là đen trắng cho chị Oanh Đăng này. Cái này là chị Oanh Đăng là đen đen trắng này, cái này là đen, còn cái này của em Nga em gọi nó là be. Cái này là đen be, be rêu ấy ạ. Cái này là chị Oanh Đăng là màu đen này ạ. Chị Oanh Đăng nói đen là đen này, đây là đen trắng cho chị Oanh Đăng này. Còn cái này cho chị gì nhỉ? Chị Oanh Đăng là đen trắng này. Còn cái này là chị gì ở phía sau? Chị Giang Đào. Chị Giang Đào là màu này. Ok ạ, 499.000. Rồi ạ, em hết nha. À, be rêu, ok chị Giang Đào, ok ạ. Giày của em Nga không còn size 37, chị Nguyễn Mến ơi, giày em đang hết size ạ. Ok chị Giang Đào, bộ của em Nga mặc có hôm nay có 499.000 rồi. Ok em hết mẫu này nhá. Đâu em mặc bộ nhung cổ V, cho em bộ nhung cổ V đây ạ. Chị Giang Đào size em đang mặc. Cho chị bộ cổ nhung cổ V đây. Rồi em mặc bộ nhung cổ V này nhá. Bộ này em còn cổ V này hay là cổ V hôm qua cho chị xem này. Bộ cổ V hôm qua đi. Bộ cổ V hôm qua còn size M đấy á. Bộ giày của em đang đi ạ, hết size 37 ạ. À, giày này đang đi còn đúng không nhỉ? Hết nhỉ? Hết. Giày này em đang đi còn 36 em đang đi thôi. Giày em đang đi hết size. Cổ nhung cổ V hôm qua còn không? Tay mở. Bung cắt. Tỉnh rồi hết. Hết thì sao ấy. Hết rồi thì sao ấy. Hết tay mở rồi còn dây L thôi. Thôi chị mặc bộ này vậy. Bộ nhung hôm qua hết tay mở mất rồi. Rồi ok em mặc sang bộ này vậy. Bộ nhung hôm qua hết. Hết tay mở rồi chỉ còn LXL hay XL thôi. Đúng rồi. Hết mất rồi còn đâu nữa. Mà đi đơn hết cho khách cái bộ đấy rồi. Bộ nhung hôm qua em nhớ là em không còn đây. Rồi chút tí nha. Rồi em lên bộ nhung mới này nhá. Bộ nhung hôm qua chỉ còn LXL 2XL. Các chị yêu nào lấy bộ nhung hôm qua thì inbox vào trong trang của em. Đây ạ, bộ nhung này ạ. Các chị yêu lên cho em bộ nhung này thành mã M20 đi ạ. M20 nhá các chị yêu. Đẹp không các chị? Nhung nhà em Nga thì là tuyệt đỉnh rồi. Bộ này thì size M em còn 1 hay 2 bộ thôi nha. Đấy ạ, và size LXL em còn LXL 2XL cho bộ này. Bộ này của em Nga có giá là 600.000. Riêng về nhung thì em nói giá ngay luôn rồi đấy. Giá nhà em Nga. Đấy, giá bộ nhà em Nga nhá. Các chị yêu có thể tham khảo toàn Facebook luôn. Giá nhà em Nga là công khai, không báo giá thôi nhưng mà nói là công khai luôn. Mẫu nào về nhiều khách thì em Nga không cần hỏi giá cũng biết là Nga chắc chắn bộ này sẽ là giá này luôn. Nhiều khách bảo là Nga bộ này có phải bằng này tiền không? Các bạn thì em chỉ trả lời vâng ạ. Em nói thật sự luôn, các chị ý mua quen đến nỗi mà xem em like đến nỗi mà quen giá luôn rồi các chị yêu nhá. Đấy ví dụ như em có thường nói là em đăng 4 bộ nhung, 3 bộ nhung còn lại là 600. Đấy ạ, một bộ em mặc là 620.000. Thế là khách nhà em ký inbox là cho chị bộ nhung này 600 nhá mà mặc dù em chưa like bao giờ.
Đấy, các chị yêu thấy không ạ? Khách nhà em phải nói là khách nhà em cực kỳ VIP đỉnh luôn. Khách nhà em cực kỳ VIP đỉnh luôn các chị yêu ạ. Đây. Đấy ạ, bộ này của em Nga nhá, chị yêu nào lấy này, cổ V này. Họa tiết của em Nga là vơ sạc, nó có một cái điểm nhấn vơ sạc màu hình họa tiết như thế này. Đường line của nó là đường line này ạ. Đường line này của em Nga thì đường line của nó là đường line kiểu ánh á, hơi kiểu vàng và be nhạt như này nhá các chị yêu nhá. Đấy. Đường line zigzag và chất liệu của nó là nhung như này này. Các chị yêu nhìn chất liệu nhung cho em Nga. Quần thiết kế nâng vòng 3 này, các chị yêu nhìn thấy nhung nhà em Nga chưa ạ? Nhung này không bao giờ sợ bạc nhá, thoải mái cho em Nga luôn. Em đang mặc bộ này là size M, bộ này của em Nga có giá là 600.000. Mã cho em Nga là M20. Chị yêu là muốn lấy M20 thì nhanh tay chốt đơn, số lượng có ít ạ, không có nhiều. Đấy ạ, nên chị yêu là lấy thì chốt đơn. Bộ áo 2 màu còn không em? Chị Nguyễn Dung ơi, bộ áo 2 màu em còn màu xanh đấy ạ. Em còn màu xanh và màu nâu size L. Bộ áo 2 màu em còn chị Nguyễn Dung nhá, em còn màu nâu này size L này. Màu rêu này hết này, màu đen hết này. Em còn màu xanh này và màu này. Đây ạ. Chị Nguyễn Dung ơi, em còn màu này này. Em còn màu này còn size L này, là của chị Nguyễn Dung mặc được này. Bộ này em còn một bộ màu nâu này size L này. Hai màu này. Em còn màu này size của chị yêu mặc được này. Và em còn màu xanh này size của chị yêu mặc được. Đấy. Tại vì là có hai chị đổi màu cho nên là em còn vẫn còn. Đúng ạ. Đây ạ, em còn màu này nhá. Ê, chị Nguyễn Dung lấy thì báo em. Đấy ạ, bộ này còn này. Đấy ạ, bộ này em còn. Em còn xanh và nâu. Chị Nguyễn Dung lấy thì báo em nhá. Em còn size của chị yêu ạ. Đây. Đẹp ngất ngây luôn. Đấy ạ, màu xanh và màu nâu chị Nguyễn Dung lấy thì báo ạ. Đấy ạ, mỗi hai cái bộ này thì em còn mỗi một bộ hình như còn một ạ. Mỗi bộ em còn một thôi. Rồi ạ. À, chị Hoa Lan M20 size XL ok ạ. 600.000 cho em bộ này, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. M20 600.000 ML XL 2XL. Đấy ạ, size M thì em còn ít ạ. Nhung nhá các chị yêu nhá. Tay của nó này. Ai thích nhung thì chốt đơn cho em bộ nhung. Mức giá cho em Nga là 600.000. Ok chị Hoa Lan, một bộ em đang chốt mặc là 20. Chị Nguyễn Huệ M20 size M ok ạ. Chị Nguyễn Huệ M20 size M em đang mặc luôn này. Rồi thiết ai lấy M20 thì các chị yêu comment cho em Nga đúng cú pháp nhé. M20 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn này. Chị Hoa Lan khách mới cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Hoa Lan khách mới cho em xin số điện thoại với ạ. Đẹp quá. Riêng về dòng những set bộ siêu cao cấp này của em Nga, các chị yêu thấy VIP đỉnh. À, em đăng về cho các chị yêu nha. Em đăng về cho các chị yêu một nô áo áo phao này, áo mũ áo phao siêu nhẹ. Em đăng về cho các chị yêu một nô áo phao siêu nhẹ và áo lông vũ mới này, với lại áo áo gì nhỉ? Áo mà gọi là áo siêu cấp, áo tự dưng em quên mất áo ấy rồi. Em đang về rồi nhưng mà hẹn các chị yêu buổi sau em sẽ lên cho các chị yêu dòng đấy. Mai em up mẫu cho các chị yêu một sơ ly những cái dòng áo nỉ xốp. Áo nỉ xốp hàng siêu phẩm, hàng siêu cao cấp nhà em Nga. Hàng nỉ xốp nhà em Nga thì nó là hàng VIP đỉnh rồi. Năm nào em cũng bán riêng hàng áo nỉ xốp nhá. Bởi vì em dành cho các chị yêu, những chị yêu nào mà hay mua sách bộ nhà em Nga, những dòng sách cốt tông hoặc hàng siêu cao cấp này của em Nga này, khi nói đến nỉ xốp hàng siêu cao cấp là chắc chắn khách nhà em Nga cực mê. Đấy ạ, em ngày mai em sẽ up cái dòng xếp bộ nỉ, những cái dòng áo nỉ xốp cho các chị yêu về. Và áo phao các kiểu nha các chị yêu nhá. Đấy ạ, xếp bộ thì em vẫn có, xếp bộ mai em cũng up. Nói chung em sẽ up theo story cho các chị yêu đi ạ, cho nó dễ. Vì tầm này rồi thì chắc là em sẽ phải up theo, em không thể up theo từng bài, từng mẫu một được. Các chị yêu có thể vào album, các chị yêu có thể vào album, các chị yêu tải cái sản phẩm ấy về hoặc chụp cái mẫu sản phẩm ấy về gửi vào trong fanpage giúp em Nga. Đấy ạ, giá cho em Nga thì các chị yêu yên tâm về giá nhá. Gần như các chị yêu để ý giá cho em Nga này, gần như những set bộ hàng siêu cao cấp này của em Nga giá nó sẽ rơi vào khoảng tầm đấy ạ, 599.000, có nghĩa là tầm 600.000 cho đến 620.000. Bộ nhung hàng siêu cao cấp này của em Nga cũng có giá như vậy. Đấy ạ, trừ khi bộ kéo khóa, khi nào mà em về dòng kéo khóa em sẽ lên cho các chị yêu một mẫu giá, bởi vì hàng kéo khóa thì nó đắt hơn, nhưng mà hàng kéo khóa thì đắt hơn, nó là hàng siêu cao cấp. Đấy ạ, còn hàng cốt tông thì nó có rơi vào khoảng tầm 590 đến tầm 600.000, hoặc bộ nào mà nó cái họa tiết nó đắt ý thì là ở bên Trung Quốc nó đầu vào nó cao thì nó mới lên 620 thôi. Đấy ạ, còn những cái dòng mà set bộ thể thao hàng cao cấp cho em Nga, những cái dòng mà có cái mác như thế này này. Những cái dòng mà các chị yêu có mác như thế này cho em Nga này. Ui, bộ này em chưa lên. Đây kéo khóa này. Chị yêu nào vừa hỏi em kéo khóa này. Thôi, hẹn các chị yêu buổi sau nhé. Đây ạ, chị yêu nào vừa hỏi em kéo khóa đây. Em bảo nhà em nhiều lắm, mẫu mới mà. Đây ạ, mẫu này đẹp ngất ngây luôn. Vương Lý M20 tầm
cao 1m50 nặng 62 à? 52. Nặng 52, cao 1m50 nặng 52 chỉ bằng M thôi. Nhưng mà M hình như hội giải đô dự phòng mất rồi, hết M rồi. Bộ này còn mỗi M thôi ạ. Chị Vương Lý lấy M20 ở giải đô dự phòng của em rồi. Chị Hoa Lan cao 1m60 nặng cao 1m57 nặng 60 cân thì mặc size gì màu đen? Chị Hoa Lan ơi, người chị gọn đúng không ạ? Người gọn thì lấy L. Còn nếu như mà người chị đậm, đậm ngực trên, đậm vai nhiều thì chị lấy XL. Còn nếu không chị có thể mặc L được cho em Nga nhé, chị Hoa Lan nhé. Bởi vì em đang mặc khá thoải mái luôn cái set nhung này. Đấy ạ. Nhung thì chị một là chị muốn mặc ôm chị lấy L. Còn nếu mà người chị gọn nhé, hoặc chị muốn mặc ôm này, người chị gọn thì lấy L. Còn nếu như người chị đậm mà chị thích mặc rộng rãi thì chị lấy L cho em Nga. Đấy ạ. Đây cái bộ này này các chị yêu ơi. Đây. Ôi VIP đỉnh cho em Nga. Tại vì thật ra là em thật ra nên như này nó quá phí. Nên như thế này mai em lại phải mất công lên một lần nữa. Ok. Nếu các chị yêu thích nhá, em chiều các chị yêu em mặc lên. Nhưng mà thật ra cái bộ này này em phải mặc lên like đầu like cho các chị yêu một lần. Bởi vì sao? Bộ này của em Nga quá VIP luôn. Bộ này mà các chị yêu không mua quá phí. Đấy ạ. Những cái dòng bộ này của nhà em Nga này, khách nào mua quen nhá. Các chị yêu đấy, em nói giá luôn để các chị yêu tham khảo toàn bộ trên thị trường luôn. Những cái dòng này của em Nga thường là những cổ V ấy, cổ không kéo khóa ấy. Thường nó có giá là 550. Đúng không ạ? Còn cái dòng nào mà nó đặc biệt ba chi tiết hay cái gì nó là 620. Còn những bộ em đang cầm tay này không cần nói giá cũng biết là 650.000. Khách nhà em cầm tay như này ạ, giơ cái bộ này luôn à. Nga ơi cho chị bộ này 650.000. Đấy, khách nhà em VIP đỉnh lắm luôn. Giá nhà em Nga là các chị không cần lên giá, các chị biết trừ khi cái mẫu nào nó lạ lạ thôi thì các chị yêu mới bảo là Nga bộ này bao nhiêu. Còn mai hôm nào em sẽ lên cho các chị yêu một set bộ nhá. Hàng cái hàng mà giống kiểu em đang lên này nhưng mà nó có một cái dòng nữa, đó là dòng VIP hơn cái dòng này. Đấy ạ, dòng có một cái dòng nữa, dòng VIP hơn dòng này, nó tương đương với dòng siêu cấp đặt riêng ấy ạ. À, tức là trên thị trường ấy nó sẽ có dòng JR này, dòng DBA, dòng CNT là nhà những cái già nhà mà bán về những cái set bộ thể thao hàng siêu cấp đặt riêng. Nhưng mà ngoài ra đấy thì nó sẽ có một số những cái dòng set bộ hàng siêu cấp mà không phải của những nhà đấy mà nó là của Quảng Châu. Đấy ạ, thì lúc nào sẽ lên cho các chị yêu cái dòng những cái dòng đấy, và dòng đấy thì đương nhiên nó sẽ là dòng hơn hẳn cái dòng siêu cao cấp này. Tức là có cái dòng siêu cao cấp thì nó sẽ có dòng siêu cấp các chị yêu nhá, nhưng mà nó không phải là những cái dòng tang mác của hãng này. Đấy ạ, nó là những cái dòng gọi là VIP, giống như vỉ xốp ấy ạ. Đấy ạ. Các chị yêu nào đấy chờ em Nga rất nhiều, em về nhiều lắm. Nên các chị yêu biết không ạ, em đang chịu khó lên like cho các chị yêu để mà lên cho các chị yêu được rất nhiều mẫu. Đây rồi, mặc luôn nha. Mẫu này em nhớ em có hai màu thì phải, có màu đen và màu xanh than. Rồi lên luôn. Đấy, giá công khai rồi nhá, 650.000, tí em mặc chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Nga ơi hay thôi, em chốt cho em chốt bộ của chị cho người khác để chị xem bộ dài tay đẹp chị chốt xong nhé. Ok chị Giang Đào. Ok chị Giang Đào. Bộ đấy đẹp chị Giang Đào ạ, à, độc lạ. Em nói thật bộ đấy chị có mặc à, mua năm sau cũng không tìm mua được. Tại vì cái bộ đấy của em á, nó là hàng đặt riêng, nó là hàng thiết kế riêng chị Giang Đào ạ, à, đừng bỏ. Cái bộ đấy em nói thật sự bộ đấy em về được 150 set, em lên được đúng một like và nó dư được còn đúng 7 set. Về được gần 150 set mà em dư được 7 set. Là những cái set mà nhiều khi các chị yêu đi mà không vừa ấy. Thì các chị yêu biết là cái set đấy rất là hot rồi mà cái set đấy nó không đồng hàng. Chị đừng bỏ, có khi năm sau chị muốn tìm mua bộ đấy cũng không có chị Giang Đào ạ. Mà bộ đấy mặc được 3 mùa. Cái bộ M mười mấy chị Giang Đào, đừng bỏ chị Giang Đào, vì cái bộ đấy mình mặc được 3 mùa. M19 ấy, em nói thật chị yêu nào mà vừa nhìn thấy em mặc bộ 19 các chị yêu đừng bỏ. Vì M19 là mình mặc được 3 mùa, tức là mình mặc được nhiều hơn so với những bộ khác. Chứ có những cái bộ, bởi vì bộ đấy của em là tay lỡ. Mà tay lỡ các chị yêu biết rồi, nó cực kỳ hiếm luôn. Tìm trên thị trường ngoài mắt không có bộ tay lỡ đâu. Em đang bảo năm sau em sẽ làm những cái một số những cái dòng tay lỡ cho các chị yêu. Đấy ạ, bởi vì tìm bộ tay lỡ là cực hiếm luôn. Đây ạ. Không thật, tại vì là cái gì mà em nói thật sự là cái gì nó độc ấy thì em nói thật, tư vấn thật chứ không phải là em còn mỗi đấy em tư vấn đâu, mà nó là thật sự, bởi vì khách là khách cũ của em Nga rồi. Đấy ạ, bộ này của em Nga các chị yêu nhé, bộ này là hai chi tiết thôi, những dòng đấy nó là dòng VIP hai chi tiết này. Rồi tí xíu này tôi xem cái này nó bị gắt quá hay gì đấy. À đây, nó có ghi chỉ bảo sao kéo khóa không lên. Đây ạ. Bộ này của em Nga nhá các chị yêu nhá.
Bộ này của em nha, nó là dòng chất liệu Umigai này. Em có hai màu, màu em đang mặc là màu đen. Bộ này hôm nào sẽ lại phải lên đầu like. Nên tầm này là nhiều chị yêu không biết. Bộ này của em Nga VIP lắm luôn, đẹp lắm luôn ạ. Bộ này của em Nga có hai màu. Đây ạ, MLXL. Không nhớ là có 2XL không thì em không nhớ lắm. Nói chung là em có hai màu nhé. Xanh than này, màu xanh than này và màu đen này. Bộ này của em Nga có hai màu, đen và xanh than. Đây ạ, đủ size nhé. Nói chung là bộ này đây ạ. Bộ này chị yêu nào lấy thì chụp ảnh này. Mã là M10 21 ạ, 650.000. Em đang mặc bộ này là size M. Cái bộ hai chi tiết. Riêng về chất liệu Umigai này của nhà em Nga thì các chị yêu là VIP đỉnh rồi. Năm ngoái nó ra cái dòng chất này và năm nay nó ra dòng chất này, nhưng mà cái kiểu Umigai của nó năm nay nó cải tiến ấy. Khi mà các chị em mình mặc ấy, nó thoáng hơn này, nó nhẹ hơn. Cảm giác nó có một cái gì đấy, cảm giác nó hơi xốp xốp nhẹ, cảm giác nó thích hơn. Sờ vào nó có độ xốp các chị ạ. Nên mặc lên nó rất là thoáng, dễ chịu. Và em đang mặc bộ này là size M. Và đặc biệt em rất thích bộ này, bởi vì các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Nhìn cho em Nga này, đường line của nó là đường line hoa. Các chị yêu nhìn cho em này, đường line của nó là đường line hoa như thế này này. Đấy ạ, 650. Đấy ạ, nhìn này, nó rất là lạ luôn. Nó cải như thế này. Nên là mặc nó đậm, nó lạ. Mặc dù nó là màu đen thôi, nhưng mà nó là đen, nhưng mà đen đậm, đen lạ nhá các chị yêu nhá. Em đang mặc bộ này size M. Đấy ạ, chị yêu nào lấy M22 thì chốt đơn cho em nha. M22 650.000. M21 ạ. Chị đổi, chị Hoa Lan đổi lấy bộ này 21. Ok chị yêu ạ. Ok chị yêu, đấy các chị yêu nào lấy cứ chốt đơn. Chị yêu nào lấy cứ chốt đơn nhá. Tin em đi, em nói thật sự luôn. Vì bộ của em Nga thì các chị yêu biết rồi, vì em là kiểu là săn cho các chị yêu những cái dòng set bộ độc sang lạ, khác biệt, không đụng hàng. Kể cả những cái dòng áo cũng thế nhá, áo cũng thế, luôn luôn tìm kiếm cho các chị yêu những dòng mà đặc biệt, đẹp, sang xịn và đúng cái tầm tuổi chị em mình luôn. Vì em là, các chị yêu biết rồi, vì thật ra là tầm chị em mình bây giờ nó không phải giống như những cái kiểu mà mặc kiểu trẻ trẻ được. Ví dụ như 18 đôi 10 ngày xưa chị em mình mặc nó khác khác đúng không ạ? Đấy ạ, nhưng mà bây giờ 18 đôi 10 là con cái chị em mình rồi đúng không ạ? Hoặc là em, chị em mình, cháu chị em mình rồi. Thành ra là cái tầm đấy, tầm 16, 18 đôi ngày xưa của chị em mình ấy là kiểu phong cách nó mặc khác rồi. Đấy ạ, chị em mình bây giờ có mua, có em cũng có thi thoảng về những cái mẫu đấy. Nhưng mà để cho chị em mình mua là cho các bé thôi. Cho các bé, cho con mình, cho cháu mình thôi, cho những người thân yêu của mình thôi. Còn tầm chị em mình là bây giờ phải mặc như thế này các chị yêu nhé. Đấy, tầm chị em mình là như thế này. Em gần 40 rồi mà. Em là U gần 40, em 84, em gần U 40 rồi. Nên các chị yêu yên tâm luôn. Đấy ạ. Nên phong cách của các chị yêu là các chị yêu sẽ thấy khi em mặc là các chị yêu nhìn thấy ok, là các chị yêu rất là dễ gần luôn. Đấy. Bộ này hôm nào sẽ lên cho các chị yêu đầu nai, bộ này đẹp lắm luôn. Đấy ạ, 650 ạ. Chị yêu nào lấy cứ chốt đơn nhá. Em có màu xanh than và màu đen. Em mặc tặng trước màu đen nhá. Màu xanh than ai lấy thì chốt đơn. Cần nãy chị Hoa Lan là đổi cái mã gì sang mã này? Đổi màu đen. 20 màu đen. Ừ. Đổi 20 sang mã 21. Thì chị em 1m57-60 cân size. 1m57-60 cân thì lấy cho chị bộ này size chị Hoa Lan lấy bộ này cho em. Chị vai đậm không chị Hoa Lan nhỉ? Em Nga ơi kiểm tra giúp chị nhé, chị chuyển khoản cọc 200. Ok em cảm ơn chị Thúy Kiều ạ. Ok em ơi chốt cho chị áo em like 3 ngày rồi cơ chị. Em chốt áo 3 ngày, hàng 799.000. Cao 1m52 nặng 55. Hàng 799.000 có phải là cái áo ấy không nhỉ? Có phải là cái áo này không hả chị yêu? Chị Nhan Hoàng ơi có phải áo này không ạ? Ok chị Hoa Lan ơi, chị Hoa Lan phần vai và phần ngực trên chị đậm không hả chị Hoa Lan? Chị đậm thì lấy XL cho chị Hoa Lan. Lấy cho chị Hoa Lan XL. Nếu mà đậm. Chị Nhan Hoàng ơi có phải áo này không ạ? Đây em rơi chị áo này, nếu đúng áo này thì chị báo em nha. Mẫu của nó là mẫu này. Hàng của Zulo đúng không ạ? 799 em nghe là đoán ngay là hàng Zulo. Toàn hàng VIP thôi. Nếu mà Zulo thì hình như em còn size M của chị yêu ấy. Có vẻ hàng Zulo này không ạ? Đây. Đây ạ. Đây chờ em chút xíu. Đây ạ, đúng không ạ? Nếu đúng có vẻ hàng Zulo là hàng này không ạ? Áo len bông tơ ghi hàng Zulo này này. Có đúng hàng này không chị yêu? Cái cổ đá này này. Đúng mã này không chị Nhan Hoàng, chị Nhan, chị yêu ơi, đúng mã này thì ok ạ, 799.000. Nếu đúng chuẩn mã này thì chị báo em nhá. Mã này hình như em còn 2 chiếc size M ấy. Chị nhớ cơ nãy là còn 2 chiếc size M. Như đây, chuẩn luôn, đây. Cái cọc ở đây, đúng còn 2 chiếc size M, tay em cầm. Nếu đúng đây ạ, áo của Zulo. Còn đúng 2 chiếc size L thôi, hết sạch rồi. Hôm trước em lên hết sạch rồi, hết sạch.
MLXL, chị yêu nào lấy NXL hay XL là hết. Em còn đúng 2 chiếc size M cuối cùng. Chị biết đến 3 bộ là M19 là 499, M2 là 599, M18 là 620. Chị đang hỏi, chị Nguyễn Bến đang hỏi giá gì? Tôi chỉ bảo hỏi giá 3 bộ. À chị em chị Nguyễn Bến ơi, 3 bộ của chị này, một bộ là 499, một bộ là 599 và một bộ là 620.000 ạ. Của chị Nguyễn Bến là có 3 bộ, một bộ là 499, một bộ là 620.000 và một bộ là 599.000 ạ. Thế chị Nguyễn Bến nhé. Đây đúng không chị yêu? Bộ cái áo này em còn đúng 2 chiếc size M thôi. Đúng rồi chị Nhan Hoàng, nếu đúng thì chị báo em nhé. Còn bộ em đang mặc chị yêu là lấy chốt đơn, em mặc tạm màu đen thôi ạ. Còn lại là màu xanh than luôn ạ, em sẽ mặc cả hai màu cho các chị yêu. Bộ em đang mặc là M21. Bộ em đang mặc là M21. Áo em đang mặc nếu đúng thì chị Nhan Hoàng bảo với em nhé. Chị bảo chị cần mặc size XL, chuẩn size. Ok, chị Hoa Lan mặc chuẩn size XL thì chốt cho chị size XL ạ. Ok, chị Nhan Hoàng chuẩn luôn rồi, đúng rồi, ok em. Ok, em chốt cho chị một áo này này. Vậy là em còn đúng một chiếc áo này nữa thôi. Chị Nhan Hoàng này, áo này. Dán luôn áo này cho chị Nhan Hoàng này, bởi vì ở Zulo. Áo này là áo này lên cho em Nga thành M22 vậy. Hàng của Zulo, M22. 799, ok này, Juno chị Nhan Hoàng. Cẩn thận cũng nhầm với mã Juno trước nhé. Ok ạ, áo này còn duy nhất một chiếc tay mở. Duy nhất một chiếc nhé chị yêu nha. Rồi ạ, ok các chị yêu, chắc hôm nay em mặc, em đến nên đến đây các chị yêu nhé. Còn ngày mai sẽ hẹn các chị yêu ngày mai đi ạ. Ship cho mình M1, chị Mộc Lan Quán. Ship cho mình bộ M1 tay mở. Bộ M1 là có phải là bộ ngày hôm qua không ạ chị Mộc Lan Quán? Chị Mộc Lan Quán ơi, có phải là bộ ngày hôm qua không hả chị Mộc Lan Quán? Mặc thử cho chị xem nào, chị Nguyễn Dung ơi, chị Nguyễn Dung đang hỏi em là mặc cái gì thử đấy chị Nguyễn Dung. Chị Nguyễn Dung đang hỏi em là mặc cái gì thử đấy chị Nguyễn Dung. Chị Mộc Lan Quán ơi, có phải là bộ màu né cam với né xanh của ngày hôm qua không chị Mộc Lan Quán? Chị đang nói bộ đúng không ạ? Bộ mà size M1 size M thì em chỉ còn màu xanh thôi. Đây. Thế thì em chỉ còn màu xanh như thế này thôi chị. Màu xanh này thì em mới chốt được cho chị màu cam hết hàng nhá. Màu cam em hết M rồi. Đây. Ôi màu cam em hết M rồi. Nếu mà em còn lấy xanh, cái này là của khách nhà em này. Cái này là của khách nhà em, ra em che đi nhá. Đây. Em chỉ còn cái này màu xanh xanh M thôi. Cái này của khách ạ, khách này chưa đóng đơn đi. Đây ạ. Em chỉ còn cái này thôi các chị yêu. Đây, nếu mà chị lấy size M này thì chị lấy màu xanh thì chị ghi cho em là lấy xanh thì em chốt đơn. Còn lấy cam thì em hết hàng. Lấy cam hết hàng, em chỉ còn lấy xanh thôi ạ. Nếu mà chị lấy ok lấy xanh thì chị ghi hộ em là lấy xanh nhé. Còn lấy cam thì em hết size M rồi. Lấy cam hết M, em chỉ còn lấy xanh thôi ạ. À áo đen tay von, đây chị Dung Nguyễn ơi, áo đen tay von đây ạ. Áo đen tay von đây. Em mặc luôn với cái này nhá, đây. Set này em mặc luôn này. Đây áo đen tay von đây ạ. Cái này đẹp lắm luôn chị Dung Nguyễn ạ. Ôi cái này chị Dung Nguyễn hôm trước chưa dinh được ạ. Hôm trước em lên đầu like nhá, em về được mấy chục áo nhỉ. Em về được 30 áo cơ mà nhỉ. Có phải ít đâu. Những cái hàng đắt này em về như thế đó. Em nói thật sự với các chị yêu là cực kỳ ấy rồi đây. Các chị yêu nhìn em này. Các chị yêu mặc với quần thể thao cho em cái áo này cũng đẹp nhá. Em nói thật sự áo này em Nga mặc với quần thể thao thôi cũng đẹp luôn. Em mặc size M đấy ạ. Áo này mà chị yêu nào mà không dinh được áo này thì quá phí luôn. Áo này đấy ạ. Đẹp ngất ngây. Thì nhà áo này còn size gì nữa cơ mà nhỉ? À hết rồi, cái mẫu là mẫu sau. Mẫu sau. Đây. Chị Nhan Hoàng, hôm nay em gọi điện cho chị M5. Gửi chưa? Gửi luôn cho chị nhé. Ok chị yêu, chị Nhan Hoàng là hôm nay chị chốt M5. Nếu mà chị Nhan Hoàng chốt M5. Nhưng mà chị Nhan Hoàng ơi, chị có đồng ý lấy một kẻ xanh không ạ? Nếu chị lấy né xanh M1 nữa thì chị báo lại em hộ em với ạ. Để em bảo em để Nhan Hoàng là lấy M2 áo Tudo rồi. À nhầm. Em nhầm chị là Nhan Hoàng với chị Mộc Lan Quán, ok ạ. Chị Mộc Lan Quán ơi, chị lấy né xanh thì chị ok dùm em. Còn chị Nhan Hoàng thì dồn đơn cho chị Nhan Hoàng với cái mã M5 gì ấy ạ. Ok ạ. À, em Nga ơi còn gì ạ? Còn cổ V cam đúng không ạ? Chị Hải Nguyễn ơi còn bộ màu cam thì đây em rơi cho các chị yêu nhé. Chị Nguyễn Dung ơi 57 cân thì mặc cái này cho em size L. Chị Nguyễn Dung ơi nếu mà 57 cân size L. Size L thì để em xem nếu có khách nào mà người ta mà kiểu ví dụ như đẩy size ấy. Nếu mà phải đẩy size thì em báo lại chị áo này nhá, áo này đẹp.
Nhưng mỗi tội này em hết mỡ, hết lờ rồi, hết sạch lờ. Hôm trước là còn nợ nờ. Hôm trước là còn nợ. Em đang gối rồi đấy ạ. Bởi vì áo này em mới về cho các chị yêu một chuyến. Thành ra là em đang gối thêm một chuyến nữa rồi. Ngay chuyến đầu mà em về cho các chị yêu là số lượng luôn rồi nhá. Để các chị yêu biết là hàng Zulo nó là hàng thương hiệu rồi. Ngay chuyến đầu tiên em về cho các chị yêu hôm đấy em về được tất cả là bao nhiêu nhỉ? 10 20, 30, 30 mấy áo cơ mà. Em về được 30 mấy áo, 30 mấy áo này. Nhưng mà em gối rồi, em gối rồi. Nhưng mà không biết chuyến gối của em là nó có được nhiều không. Nhưng mà để em về chuyến gối xong rồi, nếu như mà có gì ấy, mà nó về được thì em báo chị nhá. Áo này thì hiện tại hết rồi, áo này đẹp lắm. Đây, em mặc với quần thể thao không mà các chị yêu nhìn nó còn đẹp như thế này. Cái áo này không cần cần gì nữa. Áo này em còn 2XL với lại size. Áo này em còn 2 chiếc size 2XL. À không, 2XL là có một chị ấy đúng không? Ok, áo này còn một chiếc XL là cái chị gì, 2XL là chị gì chị ấy, nên là chị phải mặc size L. Đấy ạ, size L nếu có khách nào mà đổi hoặc gì đấy, hoặc là em về chuyển gối thì em sẽ báo chị. Áo này đẹp, áo này đẹp ạ. Đấy ạ. Ok các chị yêu. À, M5 hôm qua kẻ màu nâu ý. Ok chị Nhan Hoàng, nếu M5 hôm qua em chốt thì em báo chị rồi. Em là 55 cân chị yêu ạ. Em là 55 cân, nhưng người trên của em gọn, chị Nhan thôi, chị Nguyễn Dung ạ. Người trên em gọn. À, hết size thì để mình chọn bộ khác bạn nha. Ok chị Mộc Lan Quán, ok ạ. Ok, so với các shop khác em Nga bán rẻ hơn 500 đến 150k. Đấy, em cảm ơn chị Lưu Huệ. Cảm ơn feedback cực kỳ tuyệt vời của chị yêu ở cuối live. Tại vì thật ra thì em cũng không dám mà, thường thì em cũng chỉ nói với khách em Nga thì em cố gắng đưa ra cho các chị yêu mức giá tốt nhất. Có những sản phẩm của nhà em Nga có thể bằng giá thị trường, có những sản phẩm nhà em Nga có thể chênh hơn giá thị trường khoảng tầm 10.000, 20.000. Đấy ạ, còn có những sản phẩm mà em tự tin chênh hẳn với các chị yêu là tầm từ 50.000, 100.000, 150.000 đến 200.000 tùy từng sản phẩm. Đấy ạ, cho nên khách nhà em Nga mua nhiều là các chị yêu biết rồi. Đấy mà em bán số lượng và các chị yêu biết rồi. Nếu mà giá nhà em Nga mà bán số lượng mà cứ chênh nhau nhiều như thế thì các chị yêu biết rồi đúng không ạ? Là em nói chung là như thế thì em có mà vỡ bẫm đúng không ạ? Nhưng mà thật sự là các chị yêu mua là dành cho các chị yêu mức giá tốt nhất luôn. Đấy là nên chị yêu nào yêu quý em nhé, chia sẻ ủng hộ cho em Nga với ạ. Đấy là mức giá em, bởi vì là thật ra thì không ai, thật ra là tất cả những người mà bán rất nhiều thứ thì không ai có thể nói hay về mình được. Có nghĩa là gì ạ? Không phải sản phẩm nào của anh Nga, của anh cũng là mức giá siêu tốt nhất. Đấy ạ, có thể ví dụ như của anh Nga, anh đưa ra là mức giá hôm nay tốt, nhưng có thể hôm sau của anh Nga, người khác cũng có thể mức giá tương tự anh. Nhưng em đang cố gắng để cho các chị yêu có mức giá tốt hết đấy. Nên hy vọng tất cả những sản phẩm mà em mang đến cho các chị yêu là những sản phẩm chất lượng và làm hài lòng các chị yêu. Chị yêu nào yêu quý em thì nhớ cho em Nga một mức chia sẻ nhá, ủng hộ cho em Nga. Nếu mà thi thoảng em lên like các chị yêu nhìn thấy em Nga, các chị yêu cho em Nga một mức tương tác chấm bài cho em Nga cũng được, không mua cũng được. Nhưng mà nhìn thấy nhau, đúng không ạ, nghe thấy nhau nói chuyện, cảm giác thấy thích thích nghe em Nga nói chẳng hạn, tư vấn chẳng hạn, hoặc nhìn thấy em Nga mặc mẫu, đôi khi cho em một lời khen động viên. Đấy ạ, như ở cuối nào như thế này em cảm giác vui rất là nhiều. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Còn gì nữa? Còn chốt à? À còn chốt à? Đâu, còn gì đâu, em có nhìn thấy gì đâu nhỉ? Chị Mina áo em mặc không được không? À chị Mina á? À áo em đang mặc là chị Mina 68 cân là mặc được 2XL này. 6 cân, 46 cân. Áo em đang mặc này là 799.000, chị Mina mặc cho em 2XL là ok ạ. Cho chị một né xanh, chị Nguyễn Huyền là một bộ né xanh, ok ạ. Máy chính của em Nga nó bị ẩn comment. Đấy ạ, cảm ơn chị yêu. Áo chị Mina ơi, chị 66 cân mặc áo này cho em 2XL là ok chị Mina ơi. Vai chị có 35. Cứ gửi cho chị xem có vừa không, ok chị Nguyễn Dung. Thế thì cái này còn sót một áo thì cứ gửi cho chị Nguyễn Dung này. Ok chị Nguyễn Dung. Chị nào? Chị Nguyễn Huyền là M1 cái set bộ xanh này. Đây. Chị Nguyễn Huyền là bộ này. Né xanh M1 né xanh là cái mẫu bộ. À 599.000. Chị Nguyễn Huyền là né xanh 599.000. Chị Nguyễn Dung thì cứ đi cho chị thử cái này bởi vì vai chị nhỏ, người chị nhỏ ở phía trên. Chị Nguyễn Huyền là cái này. Đây lại còn nốt cái này xanh M là hết luôn này. Chị Nguyễn Dung là áo này là áo Zulo này thì cho thành mã M bao nhiêu, hai mấy đi. M cuối cùng đi. 799. M22 799. Ok ạ. M1 còn đen cam 56 cân size L em còn chị Hải Nguyễn nhá. Màu cam cho chị cái này cam này. Cho chị cái này cam chị dơ rồi ạ. Né cam thì em còn size L ạ. Né cam này còn N ạ. Né cam này thì em còn N nhá các chị yêu nhá. Né xanh thì em còn size M, size L, size XL, size 2XL. Đây ạ. Đây ạ. Chị yêu nào lấy cái M1 set bộ này. Cái này của em Nga là set bộ nhá. Mã là
M1 của cái live trước ngày hôm qua thì hôm nay các chị yêu lên cho em Nga thành M22 đi. Chị yêu nào lấy bộ này nhá. Cái này là bộ ạ. Cái này là bộ nhá các chị yêu nhá. Bộ lên cho em Nga thành 22. Giá là 599.000. 22 là à 12 là giá Zulo. Cái này là M23. Cái này là M23. Ồ. M23 đây ạ. Đây 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 set bộ của nó đây nha các chị yêu. Đây là set bộ này. Né can này thì em còn L, XL, 2XL. Lé cam này 599.000, em còn LXL 2XL. Cái này là set bộ nha. Bộ em đang mặc là set bộ. Mã là M23. Né xanh thì em có M. Nhưng mà chắc là M còn 1-2 bộ thôi. Chị Nguyễn Huyền là size gì đấy? Từ nãy giờ chốt mấy size M thì không biết còn xanh còn M không? Chị Nguyễn Huyền size L à? À ok, chị Nguyễn Huyền size L thì chắc còn M. Vì em nhớ M, cái này còn mỗi 2-3 bộ thôi là hết. Né cam là hết M ạ. Né xanh thì vừa xong chốt mấy người size M rồi cơ mà. À, nhớ là còn mờ không nữa cơ. Khổ. Các chị yêu hỏi lại em là chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em Nga nhá. Ngày mai mà còn các bạn ấy sẽ báo lại cho các chị yêu là size M. Riêng size M và chị yêu nào lấy size M thì báo em. Đấy ạ, chị Nguyễn Huyền là size L. Còn chị yêu nào hỏi em đấy cam là size L đấy ạ. 599. Ví dụ em là M23. Đấy ạ, ok ạ. M23 nha. Chị Ngô Huyền là bộ M19 màu nâu size L còn không? Chị Nguyễn Huyền là 1m56-3 cân. Chị Nguyễn đâu? Nguyễn Huyền là 1m56-3 cân. 1m. Chị Nguyễn Huyền á? Chị Nguyễn Huyền vừa xong comment ở trên đi. Chị 1m56-53 cân size M. Size M vừa xong chị chốt màu xanh đúng không? Vâng. Ở đấy chốt màu xanh size M cho chị Nguyễn Huyền này. Đấy em nhớ nhiều chị chốt màu xanh size M lắm rồi. À, chị Ngô Huyền ơi, M19 màu nâu size L. Hình như em còn màu nâu size L đấy chốt chưa nhỉ? Vừa xong mình còn size L, chị Nguyễn Dung hỏi. À còn size L ạ. À. Còn size L đây, cái size L màu nâu này cơ. Còn, M19 còn, này. Còn một bộ thôi. Không có một bộ là của chị Nguyễn Mến rồi. Một bộ đấy size M của chị Nguyễn Mến. Còn bộ này là size L mà của chị Nguyễn Vân mà chuyển khoản không chuyển khoản này. Đây cái này là size M đây. Chị cầm tay là size M mà. Size L đây, size M đây của chị Nguyễn Mến đây. Còn cái kia là size L. Đâu ý là chị dơ thôi. Chị Ngô Huyền, chị Ngô Huyền mà màu nâu size L chị Ngô Huyền lấy thì báo em nhá, 499.000. Không, Ngô Huyền M19. M19 đây, bộ nâu đây. Bộ nâu này đây, 499 đây. Chị Ngô Huyền mà lấy cái bộ mà tay nỡ này 499.000 màu nâu pha xanh này thì chị Ngô Huyền báo em nhá, M19 em còn một bộ size L. Tại vì chị Nguyễn Vân mà không chuyển khoản thì em sẽ chốt sang cho chị. Tại vì nếu như khách mà yêu cầu phải chuyển khoản mà không chuyển khoản thì em sẽ chốt cho chị. Ok chị Ngô Huyền. Ok chị Ngô Huyền, vậy thì em chốt cho chị Ngô Huyền mẫu này luôn. Chị Ngô Vân, chị Ngô Vân không được nhá. Size em mặc, ok chị yêu size em mặc ạ, rồi ạ. Áo em đang mặc dáng gì vậy? Chị yêu ơi, áo em mặc hết hàng mất rồi, chị Nguyễn Thị Thao ạ. Chị Mỹ La, áo này chị vừa size 2XL nhá. Bây giờ em chỉ còn size 2XL thôi. Chị Mỹ La mà lấy áo này thì báo em này. Bởi vì có một áo size 2XL. Đấy ạ, đây ạ. Áo em đang mặc nó là áo len Montegi nhưng hàng của Zulo nhá. Hàng này áo của Zulo. Áo này hết hàng rồi, áo này em đang gối rồi nhưng mà em không biết bao giờ nó về được bởi vì đang tắt biên. Áo này em đang gối rồi nhưng em không biết bao giờ về được. Ok các chị yêu, còn bây giờ thì chắc em xin phép dừng like tại đây các chị yêu nhé. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Đấy ạ, hôm nay cuối tuần cho nên là được nhiều chị yêu hỏi. Em cũng hy vọng là trả lời được hết các chị yêu rồi. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Tạm biệt các chị yêu, hẹn gặp lại các chị yêu trong livestream tiếp theo nhé. Hy vọng ngày mai sẽ có rất nhiều những siêu phẩm mới về, đảm bảo sẽ làm hài lòng các chị yêu hơn nữa. Bộ tin né cam 50 cân hết size M mất rồi chị Võ Huyền My ơi, hết M rồi ạ. Lấy cam hết M rồi, hết M rồi. Em sẽ còn một mẫu nữa size mẫu nữa chất liệu như thế này nhưng mà hẹn các chị yêu buổi sau nhá. Hẹn các chị yêu buổi sau em còn một bộ mẫu nữa nhưng nó không phải là lé cam, nó là né đỏ. Hy vọng em sẽ lên cho các chị yêu buổi sau. Ok các chị yêu. Tại vì các chị yêu biết rồi, hôm nọ em quay kho cho các chị yêu rồi đúng không ạ? À chị mua hộ hết mất rồi, chị Võ Huyền My ơi. Hết mất rồi ạ. Chị Hải Nguyễn mua M23 Size L cho chị Hải Nguyễn, màu cam thì phải, chị hỏi màu cam đấy. Chị Hải Nguyễn chị hỏi phía trên là màu cam. Ok chị ạ, M23 size L màu cam. Màu cam thì chị hỏi màu cam là M1. Mai xem tiếp, em cảm ơn chị yêu. Em cảm ơn Mai, chị xem tiếp nhé. Ok các chị yêu. Đấy MKM1 chính là cái này. Em tạo thành mã M23. Màu cam này là của ngày hôm qua. Hôm qua lên mã này đầu like. Còn hôm nay nên tạo lại mã cho nó đỡ bị nhầm. Chị Hải Nguyễn đã ok này.
Ok, chị Ảnh Nguyễn là size L màu cam này là đúng rồi. Áo em mặc nó là chất áo em mặc là chất len Montegi chị ạ. Đây. Áo em mặc thì nó là len đây này. Áo em mặc thì nó là len Montegi như thế này, hàng VIP của Zuno. Nó có cổ đá như thế này. Áo em mặc nó đơn giản lắm luôn, nó chỉ là len thôi. Nó là len Montegi thôi nhưng không bao giờ bay dão sù. Cái len của hãng nó không bao giờ bay dão sù nhá. Cái này là len của hãng. Đây ạ, à, len của nó là như thế này cơ. Các chị em nhìn này, áo của em Nga đang mặc nó có size như thế này này. Nó là len hàng của hãng Zuno như thế này. Len Montegi thôi ạ. Len Montegi thôi. Còn cái áo mà cân nãy em lên cho các chị yêu ấy thì nó là chất liệu này. Nó có hai dòng nha, Zuno em lên cho các chị yêu hai dòng chất liệu, một là dòng này. Đây ạ, à, một là dòng này, hai là dòng này. Đây hai là dòng này. Hai dòng này là Montegi nhưng mà nó là kiểu Montegi shop. Đây ạ, à, vừa xong em lên cho các chị yêu một dòng này là Montegi shop này. Còn dòng này nó là Montegi đơn thuần. Đấy. Hai cái chất liệu áo của Zuno em lên cho các chị yêu là hai chất liệu này. Đấy. Chị Lan Hoàng lấy cái gì size M đấy ạ? Chị Lan Hoàng lấy chị nào? Chị Nhan Hoàng lấy cái gì size M nhỉ? Chị Nhan Hoàng là áo cái này size M thì chuẩn rồi. Chị Nhan Hoàng cái nãy là lấy áo này này, áo Zuno 799 này này. Áo Zuno 799 này này. Ok, áo em đang mặc là size M chị Thảo. Áo em đang mặc là size M nhưng em hết hàng mất rồi. Áo này hôm trước em lên Nai hết hàng mất rồi ạ. Nên là áo này các chị yêu chờ bù nhá. Hết hàng các chị yêu. Cảm ơn các chị yêu vẫn rất nhiều. Bây giờ em sẽ xin phép dừng like nhá vì áo này hết hàng rồi. Cảm ơn các chị yêu, áo này hết hàng rồi. Hẹn các chị yêu vào một cái like khác và mai em sẽ lên cho các, nếu mà các chị yêu vẫn thích hàng xịn này, em sẽ lên cho các chị yêu mẫu khác nhá. Một mẫu mới em mới về. Em xem cho các chị yêu mẫu mới. Cảm ơn các chị yêu. Bây giờ xin phép dừng like đây ạ.